Tại tiệm gà nướng chỉ đặc biệt mở bán vào mùa hè này và cũng là ngày quan trọng nhất đối với nhân vật chính của chúng ta. Đời trai 12 bến nước chưa có gia đình nhưng lại phải chào đón thêm thành viên mới. Thằng nhóc này lâu lắm mới được ông bố rất đi ăn, biết chắc chẳng có điều gì lành. Đột nhiên ông bố trịnh trọng hỏi Basaja từng muốn có em gái phải không? Nghe xong câu hỏi, miệng còn đang nhai cũng phải dừng lại từ chối sự thật. Bên này cũng ra vẻ hơn thua nhắc lại chuyện của 10 năm về trước để một bước chốt hạ đối phương rằng Basaja sẽ có một cô em gái cực kỳ dễ thương. Thoáng chốc cả hai đã có mặt ở tiệm nước ra mặt mày nhăn nhúm như phụ nữ khó sinh trong khi đó ông chú bên cạnh cậu ta lại thoải mái và điếu thuốc thật mãnh liệt. Đến lúc này Basara cũng tỏ ra hoài nghi về thực tại. Ai lại nghĩ bản thân lại sắp có thêm em gái? Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là tiến thẳng vào nhà vệ sinh để giặt rũ lại khuôn mặt định hình lại tinh thần. Mới vừa mở cửa nhà vệ sinh đã bắt gặp cô bé với cái tâm hồn không phải dạng vừa đâu chưa kịp kéo cái quần xịp lên hết cái mông trắng hồng. Đôi bên mắt chạm mắt nhìn nhau không nói nên lời mà mặt đã đỏ ửng như cà chua vào mùa chợt nhìn lại mới thấy bản thông báo cửa đã bị hư cần gõ cửa trước khi vào và thế là theo quán tính cô gái bên trong mở mồm định hét lên thì đằng ấy như một cơn lốc nhảy vào dùng tay chặn họng mà mặt mày mồ hôi miệng liên tục giải thích chỉ là hiểu lầm dây sau cô mới bình tĩnh do thế bị động làm đối phương cảm thấy an toàn rồi động thủ sấn tới một tác cay cú cô lên giọng chửi xối xả vào mặt ba sa chân dưới cùng từ từ lấy sức tung cước thi quyền thì bố ba sa đi vào gỡ rối hóa ra là người mới hai bên giới thiệu trong bộ dạng xấu hổ vô cùng riêng mio vẫn còn khá tức tối vụ lúc nãy để xoa dịu sự căng thẳng này bố của basaza mới góp lời để họ tự nhiên làm quen còn thuận miệng khoa con trai rất thích em gái bầu không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn lúc nãy nhiều lúc này basaza mới hỏi bố về mẹ của hai cô bé và nhận lại câu trả lời rằng bà ấy đã đi công tác nước ngoài làm cậu bối rối khó hiểu vào một buổi sáng tuyệt vời tại gia đình nhà tochona jose basaza đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc trước mặt đã thấy cặp đào lơ lửng của mio basaza thấy lạ với chiêu thức đánh giấc này cậu liên tục đặt ra câu hỏi cho mio Cô bé lại bông đùa động thủ cạ nhẹ vào người cậu với tư thế nghiệp dư làm cậu ta đỏ cả mặt khi đối diện. Bỗng dưng cô dừng lại vì cảm thấy bên dưới có gì đó khá cứng nên lẻn vào trong tìm xem khiến Basaja bối rối ngượng ngùng. Ai mà ngờ đó là bộ đồ chơi bậy bạ làm cô bé này nổi đóa cả lên trong mấy lời giải thích của Basaja. Chưa kịp nói hết lời thói hậu đậu là cậu vấp té ủi thẳng vào người cô và cái kết nhận lại sự đau đớn cho cậu chủ nhỏ phía dưới trong trạng thái lạ lắm trong một khoảnh khắc khác hai cha con họ đang tâm sự về những chuyện vừa xảy ra gần đây mới phát hiện hai cô nhóc ấy đã từng bị kẻ xấu tấn công sau lần đó mazia không đến trường mẹ lại đi công tác xa nên bố cậu cũng không thể bỏ mặc được nhưng Basaja lại cho rằng đó chỉ là một phần của câu chuyện ắt hẳn đằng sau nó còn có lý do khác lý do khiến bố cậu phải ra sức bảo vệ ngày đầu sống chung đã gặp phải cảnh éo le món quà sáng nay trong phòng là do mazia tặng và quan trọng lại bị cô bé làm cho hoảng loạn Ba xa ra như con chuột nhỏ bị hai nhóc dí vào đường cùng mà không sao thoát ra được cái mác tấn công gái lạ nên phải quay sang cầu cứu ông già. Nhưng xui cho cô cậu ông già lại vô tư gửi gắm một lời nhắc nhở, có em gái vui đấy nhưng đừng làm gì phạm pháp làm cậu chẳng thể nào thoát khỏi cảnh thảm. Sau bữa sáng mọi người lạ cùng nhau chụp bức ảnh gia đình rồi lại cùng đi trung tâm mua sắm. Trong lúc ba ra xa đi lấy xe thì Mio lại bị bọn lưu manh dạo hỏi, chúng tỏ ra thân mật mặc cho cô liên tục từ chối. Vừa hay ba ra xa đi đến, nghe cái tên chúng tỏ vẻ kinh thường nhưng bị ba ra sa làm cho bẻ mặt còn tác động vật lý làm bọn chúng nhất thời manh động vừa xông tới cậu nhanh chóng cầm hủ tiêu trong giỏ ném thẳng vào khiến cả bầy hưởng chọn cực phẩm ba ra sa cũng nhanh chóng kéo mi o lên xe đi ngay trên đường về cô bé có chút sợ hãi ôm cậu và liên tục xin lỗi cậu vì sự cố lúc nãy hoàng hôn cuối chiều thật đẹp khiến cả hai không ngừng suýt xoa trước khung cảnh lãng mạn này cả hai lần đầu tiên nghiêm túc tâm sự với nhau một cách khá thoải mái ba ra còn đề nghị rủ cả nhà dịp nào đó cùng đi ngắm hoàng hôn Điều này làm Mio phần nào đó cảm động nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua mấy chuyện vừa rồi mà ba ra mắc phải. Vui chưa được bao lâu lại phải hay tin bố sắp ra nước ngoài vì công việc. Điều mà cậu lo lắng lúc bố vắng nhà là hai cô bé, có vẻ như bố rất tin tưởng và giao lại tất cả mọi việc ở đây cho cậu. Chào tạm biệt bố xong cậu nhanh chóng đi vào nhà, đèn trong nhà bất ngờ tắt đi tối đen như mực, cậu lo lắng đi tìm hai cô bé. Trong căn phòng tối đen như mực cả hai không nói lời nào. Lo lắng hai cô bé sẽ đói nên cậu gợi ra đủ món ăn để gợi ý cho cả hai nhưng đột nhiên Mio lên tiếng đề nghị cậu hãy dọn ra khỏi nhà. Vừa lạ vừa lo cậu liền hỏi thì bị Magia bên này dùng thứ sức mạnh kỳ bí tấn công bất ngờ, cô bé nhỏ đáng yêu lúc sáng bây giờ cũng thay đổi thái độ và cả ánh mắt. Kẻ lần đầu thấy ma thuật cũng đều hoảng loạn, nhắc tới đây cậu mới nhận ra thứ hư cấu mà cậu cho là không có thật lại xuất hiện. Magia cơ thể cũng biến đổi theo luồng sáng phát ra làm cậu không khỏi bất ngờ mà còn bị nhắc khéo vì tội vô lễ với quỷ vương bên cạnh mình. Bây giờ cậu mới nhận ra người bên cạnh không phải là kẻ bình thường mà là những nhân vật thật sự không tầm thường, đối thủ của họ là thần linh thứ mà loài người cho là những anh hùng. Cha của Ba Saja đã bị tẩy não và cả hai sẽ chiếm lấy ngôi nhà để làm căn cứ ở thế giới loài người, việc bây giờ là tẩy não Ba ra xa để khiến cậu quên đi mọi thứ. Nhất thời nhận ra mọi chuyện Ba Saja hẳn vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu quả là xui số rách, nhưng rồi Mio đã chủ động thú nhận trước khi cậu quên sạch mọi chuyện. Chốc lát Basaja đã bị Magia dùng phép nhưng lạ thay cậu ta chẳng hề hấn gì mà ngược lại còn di chuyển thoan thoát như sóc tiếp đó còn đánh trả đòn ma thuật của Magia. Và để lộ bản thân chính là anh hùng với cây kiếm ngầu lòi hàn ra. Đôi bên biết được danh tính của nhau lại càng thêm bất ngờ nhưng cơ hội đối phương thất thủ Basaja dùng phép đánh trả. Bên này Magia nhanh chóng lao vào bảo vệ quỷ vương khỏi đòn tấn công ấy nhưng cậu ta đã dừng lại và tha cho họ một mạng. Đối diện với bản thân Basaja dường như đang một mình chống chọi với quá khứ đau thương khuôn mặt căng như dây đàn phút sau đã kịp thời bình tĩnh trở lại. Cậu nhấc điện thoại và gọi cha, bây giờ mới biết rõ sự thật Mio là con gái của quỷ vương, kẻ đã kìm hãm những tên quỷ khác để giữ hòa bình cho ai tộc quỷ và anh hùng. Nhưng cũng vì thế mà chiếc ghế quỷ vương cũng bị lăm le, quỷ vương để bảo vệ con gái mình ông đành phải nhờ thuộc hạ nuôi nấng cô bé ở thế giới loài người. Chuyện này cha của ba Saza đã biết rõ từ trước và để tiếp cận ông đành phải sống vật vờ như kẻ đần độn. Bên này Mio và Magia đang ngắm cảnh đêm cả hai không ngờ lại có thể đối kháng với người của tộc anh hùng mọi dự tính dường như đã trở nên khó khăn bất thình lình kẻ địch xuất hiện vì muốn theo đuổi sức mạnh mà mio thừa hưởng từ quy Bét nên cô không ngừng bị truy đuổi suy cho cùng cô vẫn là một học sinh nhưng vì mang danh con của quỷ vương nên hiện tại sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh đồng nghĩa với việc khả năng cao bị kẻ khác tấn công dẫn tới mất mạng sự thật đã rõ ba ra xa được bố gửi gắm bè nhanh chân bốn cẳng đi tìm mio cậu chợt nhớ tới chuyện lúc chiều nên hẳn đoán ra được cả hai ở đâu bên này mio và thuộc hạ đang gặp nguy hiểm trong tình thế cấp bách cô đã được ba ra cứu khỏi kẻ truy đuổi và được đề nghị hãy trở về vì họ chính là gia đình của nhau trở về từ cõi chết mio ngâm mình trong phòng tắm với những suy tư trong lòng bên ngoài thì magia lại cùng ba ra tâm sự ba sa cũng không quên tạo sự đề phòng cho những cô gái trẻ nhưng magia lại không mấy cảnh giác vì cô nàng hiểu rõ ngay từ đầu ba ra đã không làm hại đến hai người hơn nữa còn ra sức bảo vệ họ khỏi nguy hiểm cả hai tám chuyện một hồi mới phát hiện ông chú ất ơ ấy ngay từ đầu cũng đã tỏ rõ mọi chuyện đặc biệt cả cậu bạn và ông chú giờ đây chẳng là gì với tộc anh hùng cả nói đúng hơn như người dưng nước lã để giúp anh trai an tâm hơn về cả hai Magia luôn nói những lời mang vẻ tích cực và đảm bảo đã có anh trai ở bên cạnh nên cảm thấy rất yên tâm sự công nhận này khiến cậu có vẻ động lòng cô chủ nhỏ mio cuối cùng cũng tắm xong nghĩ lại chuyện lúc nãy cô vẫn cảm thấy sợ hãi run rẩy vì tí nữa đã làm mồi cho anh diêm vương ma thuật cũng mới học lại chưa được cao siêu lắm nếu không có ba ra xa trợ giúp hẳn là toi mạng bên ngoài tiếng gõ cửa cộp Ba ra xa ngỏ ý muốn nói chuyện với cô nàng, cậu cũng thật thà xin lỗi vì đã nổi đóa làm Mio rung động đỏ mặt. Vì ham hố ngâm mình lâu nên hậu quả làm cô choáng mà té ngã, thấy chuyện chẳng lành ba xa ra mới xông vào bên trong thì lại bắt gặp cảnh tượng đẹp lạ của phụ nữ. Tuy ngại nhưng cũng không khỏi lo lắng đi đến bên cạnh hỏi thăm. Đôi bên tâm sự và dần hiểu rõ suy nghĩ và cả những vấn đề xảy ra trước đây hơn và cũng bởi vì là gia đình nên họ càng phải bảo vệ nhau hơn thấy cả hai anh chị thân thiết Magia bên ngoài cố ý trêu chọc làm mấy cháu nó ngại chưa kìa, nhờ ơn trên giúp mà mới gặp được Basaja. Magia luôn nghĩ bây giờ đã có Basaja bên cạnh, sức mạnh cũng phi thường hơn nhiều ắt hẳn sẽ cậy được vào anh. Điều đó lại khiến cậu bận tâm, khuôn mặt tái sạm ánh mắt chăm chú và đôi tay, đến bản thân cậu không biết đó là sức mạnh vốn có hay chỉ là may mắn. Trong căn phòng tối như mè đen, Mio suy tư về những lời mà Basaja đã nói rồi chợt nhìn lại bức ảnh cả nhà đã chụp làm cô bỗng dưng nhớ lại chuyện quá khứ rồi ôm ảnh thút thít như con nít lên ba. Tình cờ Magia đi đến lo lắng hỏi thăm tình hình của Mio. Thấy bức ảnh của Mio trên bàn ánh mắt cô nàng bỗng trùng xuống rồi lại nhẹ nhàng đưa tấm ảnh mà ba Zasa đã in cho Mio. Điều Mio lo lắng bấy giờ hẳn là lòng tin mà cô dành cho ba Shaza. Trên thực tế cô biết nếu càng nhiều đồng minh sẽ đỡ vất vả hơn. Để tạo sự tin cậy Magia đã đưa ra ý tưởng táo bạo giữa Mio và Basasa phải lập một khế ước chủ tớ để Basaza có thể kịp cứu cánh Mio bất cứ lúc nào. Ban đầu Basaza hơi do dự không đồng ý nhưng vì yếu thế hơn hẳn và bị mật ngọt chui tai nên anh đã quyết định thử sức. Vào công chuyện, cứ ngõ Basaza sẽ trở thành đầy tớ nhưng không ngờ trên tay Basaza xuất hiện dấu ấn buộc Mio phải hôn vào thì nghi lễ mới thành công. Có vẻ như đã gặp sai sót Mio không chấp nhận được, cô liên tục phản bác lại với Magia làm cô gái bé bỏng cũng phải toát cả mồ hôi. Tình thế cấp bách dấu ấn ma thuật trên tay Basaza sắp biến mất mazia hai mắt trợn tròng hối thúc mio nhanh nhanh hôn nếu không sẽ lại hối tiếc và cô nàng cũng cam kết rằng đợt trăng tròn tiếp theo có thể hủy kèo này đáng tiếc làm sao dấu ấn đã biến mất nhưng ngược lại mio lại bị tăng sự kích thích vì bị coi là kẻ đầy tớ nổi loạn với chủ nhân nói cách khác là tăng ham muốn cực độ đối với mio nghe được thông tin này basaza như cây khô chết đứng tía tai đỏ mặt chưa chấp nhận được chuyện gì đang diễn ra để cứu mio thoát khỏi khế ước kỳ quặc này buộc basaza phải sờ soạn cô ấy chỉ có thế lời nguyền mới bị hóa giải mio mới thật sự ngoan ngoãn trung thành với cậu được Tiếng hả của basaza nghe sao thật đáng thương. Mio lúc này lại để lộ khuôn mặt gợi tình khiến cậu bạn trần trừ trong sự thúc giục của Magia. Khung cảnh trắng lệ hiện ra trước mắt thật khiến Magia càng thêm thích thú. Một hồi sau cũng đã xong việc, Mio mệt lã thiếp đi trên ghế bỏ lại ba xa ngồi thở dài với những ẩn khúc trong lòng mà chỉ có Magia mới giải quyết được cho cậu. Cô bé ngây thơ ấy sợ basaza sẽ giận nên quan tâm hỏi thăm, nào ngơ người giận nhất bấy giờ chính là chủ của cô ấy Mio. Ánh mắt Mio sắc lẹm như trăng khuyết sự giận dỗi lan tỏa làm Magia Jun bật bật như mùa đông giá lạnh, cuối cùng bị kéo đi xử trảm. Sáng hôm sau, Mio và Basaja đến trường còn Magia phải tìm một cái xó nào đó ngồi chờ chủ nhân. Và được dịp khoe cả chiến tích vì mới làm được chứng minh thư giả nên trong mặt cô nàng tràn đầy vẻ tự hào với bản thân. Sau khi nói lời tạm biệt với Magia cả hai tiếp tục đến trường cùng nhau. Vì muốn bảo vệ cho Mio thật tốt nên ông chú nhờ vào mối quan hệ nên đã sắp xếp thủ tục chuyển trường cho Basaja học chung với cô nàng. Cậu đến phòng giáo viên gặp phải người thầy khá niềm nở và đặc biệt hơn là cậu lại học chung lớp với Mio. Trước lớp cậu vui vẻ giới thiệu bản thân, sau cùng được Nonaka lớp trưởng của lớp làm hướng dẫn viên cho hệ sinh thái trường học. Cả lớp tiếp theo sẽ phải tập trung để vào tiết thể dục, ngay thời khắc ấy Nonaka đi đến. Ba Gia Sa chưa kịp phản ứng đã bị cô ôm trầm vào lòng như thể cả hai đã từng rất thân thiết về trước. Cả lớp được một phen hứng chọn màn cơm chó này, ai nấy cũng trầm trồ riêng Mio lại ra vẻ khá khó chịu. Cuối cùng Basaja ba cũng đã nhớ ra Nonaka phản ứng như tia lửa Mio vội dập tắt màn cơm nhạt nhòa này, cô đẩy hẳn hai người ra cha hỏi liên hồi và vô tình tiết lộ chuyện cả hai sống chung nhà, làm ai nấy cũng sững sờ ngạc nhiên. Basaza chốc lát đã trở thành cái gai trong mắt của tất cả nam sinh trong lớp, lại còn bị sự hờn ghen của Mio mà bữa trưa chắc cũng đi vào công cốc. Từ đằng sau một giọng nói ngọt ngào phát ra là Takigawa, cậu nam sinh niềm nở đi đến chào hỏi. Basaza hiện tại được Takigawa cứu rỗi sự cô đơn bằng việc mời cậu lên tầng thường thưởng thức bữa trưa nhưng để lên được cũng hơi cồng kềnh nhờ Taki Gaza mới biết nguyên nhân do đâu mà Basaza bị cô lập cũng dễ hiểu ngày đầu vào trường lại đụng chúng hai nữ thần biểu tượng cái đẹp của biết bao nam sinh trong trường Basaza hiện giờ không chỉ là cái gai trong mắt của lớp mà đã lan xa ra tới cả trường buổi học đã kết thúc Mio mang trong mình vẻ mặt như cái chảo nóng lại còn lạnh lùng với Basaza đi bên cạnh cô nàng vừa hay gặp phải cô nàng Mazia bé bỏng đang nồng nhiệt chào đón nhưng chẳng bị đói hoài mới dựng người hỏi Basaza thì lại bị Mio gọi lại Basaza đang định đi lên giải thích Yuki từ đâu xuất hiện như một ngọn gió và muốn trò chuyện riêng với Basaza. Rơi vào tình thế bị động Basaza chỉ còn cách đồng ý với cô và cả hai đã đi đến một quán nước gần đó. Cách trò chuyện cũng gần gũi thân mật đến lạ nhưng rồi đột nhiên Yuki lại nhắc nhở Basaza đừng đi chung với Mio. Lời này khiến cậu bất chợt ngớ người vì không hiểu lý do vì sao. Cô nàng ánh mắt nghiêm nghị cùng với khuôn mặt lạnh như băng mở lời khuyên Basaza nên tránh xa Mio trước khi có chuyện không hay xảy ra. Đúng như dự đoán của Basaza, Yuki từ lâu đã biết được danh tính của Mio, hơn nữa còn là người được làng do phó bí mật theo dõi Mio. Zuki cũng tỏ ra lo lắng cho cả hai nhưng đối diện với lời này Basaza cũng chẳng nói thêm điều gì. Cuộc trò chuyện thú vị đang bị bốn cái tay nghe lén ở bên cạnh. Chủ tớ Mio đi nghe lén mới biết ra bạn học của mình lại là người của tộc anh hùng. Bây giờ chỉ thấy Mio thở dài như kẻ ngốc. Bé Magia ngây thơ bên cạnh vẫn dốc lòng an ủi nhưng Mio lại lắc đầu không nhận. Bởi lẽ đây không phải là điều mà Mio buồn phiền trước mắt cô nàng vẫn còn ái ngại khi tiết lộ việc cả hai sống chung nhà và một nỗi hối tiếc khi thấy họ đi với nhau như cặp tình nhân chỉ nghĩ thôi mà mặt mày đỏ lè như trái ớt sừng thế kia làm nhiễu động chiếc vòng trên cổ kích hoạt lời nguyền bên này ba Saja cũng tiết lộ lý do cậu muốn bảo vệ cô căn bản cô chỉ là cô gái bình thường sức mạnh cũng không đủ lớn nhưng nếu tộc anh hùng không bảo vệ được cô thì chính cậu sẽ bảo vệ cô nàng dù bất cứ giá nào điều này khiến cô gái nhỏ loạn cả lên và nhanh chóng làm rung động cả quán rồi bỏ đi như gió thổi qua cửa Mio đi nhanh như bị đuổi làm Magia phía sau đuổi theo không kịp thở. Đột nhiên dừng lại, khuôn mặt cô nàng đỏ bừng đôi mắt ngấn lệ. Cô nàng cảm thấy Basaja quá tốt với mình nên bản thân lại không đủ tự tin để chấp nhận cũng như đối mặt với anh. Tuy nhiên Magia đã làm sáng tỏ nỗi lòng của Mio, khiến cô cũng tin rằng bản thân có thể an tâm giao chọn sự tin tưởng tuyệt đối cho Basaja và cách tốt nhất là cô nàng cũng nên làm gì đó để thể hiện lòng biết ơn. Trong tiệm nước, cả hai vẫn còn trò chuyện hang say. Basaja biết ơn vì Yuki đã luôn lo lắng cho cậu nhưng cậu vẫn chưa thể quên được những chuyện trước đây và luôn tự trách. Ngược lại Yuki hai tay ghì chặt vào người với tấm lòng biết ơn vô tận và lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng với những gì mà Basaja đã làm. Cuối ngày ánh hoàng hôn đỏ chói đang dần biến mất, Basaja lúc này vẫn không quên mua quà về cho Mio, nhưng đối nghịch với cậu vẫn là dáng vẻ lo lắng của Yuki khi lo rằng cậu không thể nào địch lại với đám quỷ đang ráo giết đi tìm Mio. Basaja rất tự tin vào khả năng của mình và cậu cũng không muốn kéo thêm chuyện cho Juki và cả làng nói xong cậu đang định rời đi duki bên cạnh toàn thân phát sáng cơ thể biến hóa cường điệu và quay lại chém thẳng vào con quỷ đang đi theo hai người vì sức mạnh đặc biệt bên trong của mio nên cô nàng luôn thu hút bọn quỷ đến với cô ngày càng đông nếu sự tồn tại của cô nàng gây nguy hiểm đến mọi người xung quanh thì át hẳn cô nàng chính là mục tiêu cần phải tiêu diệt duki đồng thời cũng khẳng định bản thân sẽ không thể nương tay tha mạng dù có làm phật lòng Basaja ra đi chăng nữa tối hôm đó cả ba ngồi đối diện nhau và tranh luận về chuyện mới chiều Basaja liên tục giải thích rằng cậu không hề đi hẹn hò với Yuki nhưng chẳng thể đánh gục sự nghi ngờ của bé Magia bên cạnh. Quả mặt Basaza ngờ ngạc thật đáng thương trước những lời khẳng định của hai chiến thần theo dõi, Magia liên tụ dí Basaja ba đến cùng để làm cậu sập bẫy. Và hành động để tăng sự thân mật đó là cùng nhau tắm chung, nghe thôi cũng đủ khiến cậu bạn bất lực tới nơi. Trong lúc Mio thì ngại ngùng, nho nhã còn Amzia nhỏ bé lại hào hứng vặn vẹo cơ thể như con rắn không xương. Basaja trước sau cũng chẳng từ chối được đành ngoan ngoãn ngồi im để chịu đựng lúc này mio từ phía sau đi đến dùng miếng bông trà nhẹ nhàng vào lưng basaza với sự ngại ngùng sau khi tắm xong basaza lúc nào không biết đã nằm ở trên chiếc giường nhỏ chàng trai hăng hái đến nỗi tự dưng xịt cả máu mũi và ngất xỉu ánh mắt lơ mơ chợt nhận ra mới nhảy phát một xuống đất quỳ một cách chân thành xin lỗi cô bé magia magia không hề giận ngược lại cô còn thích thú với cử chỉ thân mật của cậu lúc ngủ bỏ qua việc này basaza nhìn xung quanh và hỏi mio đâu cô nàng đã chăm sóc cậu cả đêm nên đã thấm mệt Sáng hôm sau như thường lệ cả hai lại cùng nhau trải qua tuổi đời làm học sinh. Mio sáng sớm như mất vàng ngồi buồn rười rượi bên cửa sổ mà nghĩ về Basasa và Yuki. Đột nhiên thở dài rồi nhìn sang bàn Basasa với tấm lòng tủi thân rằng cậu chỉ tới trường để tìm giấc ngủ mà chẳng hề quan tâm gì tới cô. Mio vô tình để ý đến Yuki phía trên nhưng kết quả cũng bị phớt lờ nhanh chóng. Cô bạn rời đi lại trùng hợp khi cả cô nàng và Basasa đều bị gọi lên phòng giáo viên gặp thầy. Cuộc hẹn này làm Basasa bất ngờ khó hiểu vì sao cả cậu cũng dính đạn đau hơn là nghe lời an ủi từ thằng bạn có tâm với mình. Không thể từ chối nên Basa ý định gọi Magia nhưng thay vào đó Yuki đã lấy chức vụ lớp trưởng để chịu toàn bộ trách nhiệm này. Tưởng dễ sơi nhưng Basa đã không đồng ý vì muốn giúp đỡ Yuki. Chính điều này đã khiến cô bạn Mio suy tưởng về những chuyện trước đây với vẻ mặt chẳng thể nào buồn hơn. Cô nàng thờ thẫn đứng lên và bị chiếc vòng tha hóa nên tự dưng lại ngất lịm trong lòng Basa. Đưa lên phòng y tế với tình trạng thiếu máu, sốt nhẹ thế nên cô nàng cần được nghỉ. Lúc này cô y tá trong phòng mới tra khảo cảm xúc bằng việc đưa ra những thị phi mà ba ra xa gây ra làm cậu tự dưng bối rối. Nhưng dù có cô làm gì đi chăng nữa cũng khó lòng địch lại toàn bộ bọn họ. Nhờ có sự động viên mà ba sa ra như ngộ ra được điều gì đó cho bản thân. Cùng với việc cậu được giao cho chiếc chìa khóa kèm với hai chữ đồng minh của cô y tá Chi Sa To lập tức mở ra trong cậu những lý lẽ thú vị. Mio lúc này đã chợt tỉnh, lời nguyên cũng chưa chấm dứt, lấy cớ đi ra ngoài nhưng bị Mio kéo lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của tụi con gái ba ra cũng hết cách mà chấp nhận ở lại bên cạnh cô móc trong túi ra chiếc điện thoại cậu bạn gọi đến cho takigawa nhờ giải quyết hộ chuyện ở đó cậu phải ở lại đây chăm sóc mio một lúc nhưng lạ thay tại sao lại xảy ra sự việc này theo như ba ra nghĩ có lẽ là do mio nghĩ xấu về cậu nên chiếc vòng cứ lại bị réo lên trung phúc tim đen cô nàng tránh né xoay người về phía khác mio cô đơn than thở với ba ra vì bản thân cảm thấy cả hai dường như đang lờ cô đi hiểu ý của bạn Ba Saja bên cạnh nhắc nhở giúp cô yên tâm nghỉ ngơi, trời mới đó cũng đã sập tối, Basaza gọi thông báo chuyện chiều này với Magia để cô nàng bớt lo lắng. Đột nhiên Takigawa đi đến nói chuyện, cả hai hỏi thăm tình hình lẫn nhau, thấy Takagawa moi sâu vào chuyện nên Basaza vội nói lời cảm ơn để đánh chống lảng. Đột nhiên Takagawa lái sang Yuki, nhưng cũng biết nói thế nào, định rời đi thì điện mất hết chỉ thấy xa mười những cái bóng của quỷ dữ đang tiến gần. Bên trong phòng Mio đã tỉnh lại và trước mặt cô nàng là Yuki, cả hai mặt đối mặt trực diện với nhau với tư cách khác ba sa vung kiếm chém mấy tên quỷ đang lao tới một cách hung hãn và nhanh chóng chạy vào trong mio từ lâu đã cùng yuki đi lên tầng thượng cả hai cô nàng nghiêm túc nói chuyện tuy nhiên vẫn có sự căng thẳng trong lời nói trong lúc ba ra xa chưa tìm ra cô nàng cả hai đã giao chiến với nhau một trận khốc liệt dáng vẻ ai nấy cũng hung hăng không ai nhường ai vô tình yuki tiết lộ việc ba ra không còn sức chiến đấu như trước dù có trông cậy cũng chẳng thể nào bảo vệ mãi được một đòn cuối yuki đã có thể tiễn mio đi khỏi nơi đây nhưng nhờ chiếc vòng ma thuật mà Basaza nhanh chóng ngăn cản mọi chuyện trước khi xảy ra, Basaza dùng lời lẽ thuyết phục cả hai nhưng bất thình phía bên trên một bóng người lạ đang vang vọng. Hắn tiết lộ chuyện Basaza đã bị đuổi khỏi tộc anh hùng, bây giờ lại đi bảo vệ con gái của quỷ vương, đối với hắn mọi chuyện dần trở nên hấp dẫn. Tên quái thần này không biết từ đâu xuất hiện ăn nói sằng bậy làm cậu bạn tức giận lao đến nhưng cũng bị cản trở bởi chiêu thức của hắn. Chẳng ai sướng bằng, bị văng mộ nhát mà có đến hai cô gái đồng thanh lo lắng, Mio lúc này không hề biết gì nên hỏi thẳng Basaza việc phải chiến đấu mỗi đêm. Cậu ta chắc chắn sẽ không tiết lộ nhưng kẻ lạ mặt lại mùm mép đêu hoa nói luôn bí mật của Basaja. Vì cô nàng thừa hưởng sức mạnh của quỷ vương nên đã lôi kéo nhiều tên quỷ. Nếu chúng gây hại cho người khác thì tộc anh hùng sẽ chẳng bao giờ dung thứ cho cô nàng kể cả cô không làm gì có lỗi. Thế nên Yuki mới đề nghị cô tránh xa Basaja. Ngay cả việc Basaja ba và Magia bí mật đi săn quỷ mỗi ngày đều là vì cô. Chuyện này đã làm Mio khá bất ngờ về mức độ nghiêm trọng của bản thân. Basaja không muốn nói cũng là vì muốn cô không tự trách bản thân, sự tội lỗi vô tình ập đến và kẻ lạ mặt cũng ngầm khẳng định sự tồn tại của Mio là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Hắn xảo trá đề nghị cô nàng giao cho hắn sức mạnh mà cô thừa hưởng từ cha mình cho hắn. Đột nhiên phía sau xuất hiện một tên quỷ đáng sợ, bất giác được sự việc Basaja hét to bảo Mio nằm xuống và định rút kiếm ra nhưng nhớ đến sự việc năm xưa cậu đành thu lại và chịu thay cô nàng nhát kiếm của tên quỷ từ phía sau, Máu bắn tứ tung trong tiếng hét vô vọng của Mio giữa một đêm trăng tuyệt đẹp. Mio trở nên hoảng loạn khi tận mắt chứng kiến Basaza gục ngã trước mặt mình, miệng thì liên tục gọi tên cậu không ngừng. Tên đeo mặt nạ ở phía trên theo dõi buông lời chê bai Basaza yếu đuối không đáng mặt của tộc anh hùng. Tên quỷ còn lại đôi mắt đỏ lè trên tay cầm chiếc gươm toàn máu định chém tới tiêu diệt mục tiêu nhưng phút chốc đã bị Yuki tiêu diệt. Ánh mắt cô nàng chứa đầy sự cam phẫn, cô dứt khoát hành động vì thấy Basaza bị thương, nhưng tên đeo mặt nạ lại quá nhanh nhạy. Hắn né kịp các đòn tấn công của Juki kèm đó là lời cảnh báo nên đưa Basaza đi trị thương trước khi cậu ta gặp tới Diêm Vương chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn châm thêm vào đầu Mio những lời nói cay nghiệt khiến cô cảm thấy tự trách, ăn năn vì chính cô là ngọn nguồn của sự việc. rồi dần dần hắn biến mất một cách đầy bí ẩn, để lại Mio với những lời xin lỗi đầy thiết tha dưới ánh trăng đượm buồn. ngay sau đó, ba Basaza đã được đưa về nhà và vết thương cũng đã được băng bó kỹ, tình trạng của Basaza cũng đã dần ổn định hơn. lúc này Basaza cũng chập chờn tỉnh dậy làm Magia vui mừng khô xiết. cô bé Magia vẻ mặt điều hưu xin lỗi cậu bạn vì đã không đến kịp lúc lại khiến cậu bị thương. Nhưng có một điều làm cô nàng bất ngờ hơn là thể lực của Basaja lại hồi phục nhanh đến vậy, bởi cũng vì khi xưa ở tộc tất cả bọn trẻ đều được rèn luyện rất thuần thục. Trong một lần giao đấu Basaja đã đánh thắng đối thủ và được tộc chủ công nhận, ông ta hết lời khen ngợi cậu và trông dáng vẻ thôi cũng thấy rất tự hào. Đột nhiên từ phía xa một thành viên của tộc hét toáng lên chạy tới với cơ thể đầy máu và báo tin Thánh Ma kiếm đã bị vỡ trận, một loại kiếm có thể giam giữ linh hồn quỷ giữ lại bị tên Sento cướp mất. Tình thế nguy cấp chủ tộc ra lệnh đưa tất cả bọn nhóc rời khỏi nhưng chẳng kịp. Hắn toàn thân phát ra màu đen tối với thanh kiếm trên tay đã một nhát lấy mạng của rất nhiều người ở tộc anh hùng. Thoáng chốc máu đã nhộn đỏ cả thanh đao. Tên quái vật này đi tới gần Yuki, nguy hiểm cận kề và là một người đàn ông đích thực. Basaja đã nhanh chóng đi đến bảo vệ cho cô bạn của mình. Hắn chưa kịp ra tay thì từ sâu thẳm trong đôi mắt của cậu phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ rồi đột nhiên phát nổ một khoảng trời rộng lớn. Mọi thứ xung quanh trở nên điêu tàn ngập khói. Quay trở về hiện tại, Basaja lại hỏi tình hình của Mio. Nghĩ cô bị dính lời nguyền nhưng chẳng phải như thế. Magia vừa sang định gọi thì phát hiện cô nàng đã biệt tâm biệt tích đi đâu mất. Tình hình hiện tại chỉ duy nhất Basaza mới cảm nhận được Mio đang ở đâu và dưới sự cầu xin thảm thiết của Magia. Basaza mặc kệ vết thương, cậu đã ngay lập tức tăng tốc đi tìm cô bé ngốc nghếch không biết sợ là gì. Tại một nơi hẻo lánh toàn là cây, Mio vô tình tạo ra kết giới, chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho xong xuôi cô nàng đã gặp phải kẻ đeo mặt nạ ban nãy với chất giọng không lẫn vào đâu được. Hắn đề nghị cô hy sinh bản thân để cứu tất cả mọi người nhưng Mio quyết không khuất phục, cô phải mạnh mẽ chiến đấu cho đến sức cùng lực kiệt. Cô liên tục dùng phép tấn công vào hắn một cách thô bạo nhưng chẳng hề hấn gì đối với hạn người này. Hắn vẫn ôn tồn đi đến và mở miệng khen ngọn lửa phép trong tay Mio rất đẹp và muốn để thuộc hạ của mình thử sức với cô. Hai bên chiến đấu với nhau bằng khẩu miệng, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai chịu thua ai. Mio cũng đã đề nghị hắn hãy tha cho Basaza và mọi người, chỉ cần như vậy cô tất yếu sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà hắn đưa ra. Hắn đồng ý với điều đó và đi đến chói tay cô lại. Khi cả hai chuẩn bị bước qua cánh cửa bóng đêm, từ phía xa một tia sáng chói rực bay đến ngăn cản mio. yuki từ phía xa đi tới nhưng cũng chẳng thể nào địch nổi sức mạnh của tên đeo mặt nạ. bất ngờ yuki biến hình trở thành một phiên bản hoàn toàn mới mẻ hơn. lý do cô chiến đấu đến cùng là vì hắn dám làm Saza bị thương nên cô không thể nào tha thứ được. yuki vung kiếm liên tục chiến đấu vào tên đó nhưng hắn ta thi triển kết giới nên mấy đòn đánh trả của yuki chẳng nhầm nhò gì. đòn cuối cùng cô nàng vung một nhát kiếm đánh vỡ phong ấn. tên đeo mặt nạ bất ngờ tâm thế rơi vào hoảng loạn. thế mới thấy yuki cũng không phải dạng vừa một phát nữa vung tới hắn cũng nhanh chóng né tránh thấy vậy hắn tiếp tục tung chiêu những quả bóng đen xì xuất hiện lơ lửng trên bầu trời nhanh chóng giáng xuống chỗ yuki làm cô nàng tổn thương sức lực ánh mắt kiên quyết không muốn buông bỏ vì basaza vì cậu đã từng cứu cô như thế trong phút chốc quả cầu hắn tạo ra đã to tầm cỡ kẻ nào dính đòn của hắn kiểu gì cũng mất mạng ngay lập tức nhưng với sức lực hiện tại của yuki không thể địch nổi hắn quả cầu cứ thế tiến dần dần về phía yuki trong tiếng thét vô vọng của mio nhưng ngay lúc này basaza đã kịp xuất hiện ngăn chặn sự nguy hiểm sức mạnh phát ra từ thanh kiếm của cậu khiến cả ba sừng sốt thời khắc này basaza tạo sự tin tưởng cho mi o chỉ bởi một câu nói ra một nhát kiếm đã chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của cậu nhớ năm đó cậu chỉ cần nhìn một ánh mắt đã khiến cả một vùng bị thanh tẩy sạch sẽ và khủng khiếp đến cả thanh ma kiếm cũng trở thành một tai họa khủng khiếp cuối cùng cả cậu và thanh kiếm đều bị giam giữ lại trở lại hiện thực tên đeo mặt nạ trong lòng thỏa mãn vì biết chắc chắn chiêu thức của mình sẽ thắng bên basaza cũng chống trả kịch liệt bằng cả cơ thể cơ mặt cũng gồng hết lên để chịu đựng nghĩ về những ký ức đẹp đẽ trước đây khiến basaza không thể từ bỏ tiếp tục như vậy basaza đã phá vỡ trận địa mà tên ác ma tạo ra vì cố sức chiến đấu nên vết thương lại dỉ máu ở bên trong với tình trạng này cậu không còn sức để chiến đấu nhiều nên phải nhanh chóng kết thúc nhanh gọn trước khi mọi chuyện lớn hơn basaza ngay lập tức ồ ạt à tấn công tới tấp mặt hắn giễu cợt cung không làm lung lay được ý chí cậu chiêu cũ lại tiếp tục xảy lại máy quả bi tròn tròn của hắn ta lại xuất hiện nhắm về phía basaza số lượng nhiều đến kinh ngạc nhưng chỉ một nhát kiếm đã phá tan tất cả khói bay mờ nhân ảnh từ trong xuất hiện hình bóng Basaja lao về phía hắn ta một nhát vào người như không mảy may gì, trong khi đó tên này miệng như cái loa phát thanh liên tục đụng chạm vào lòng tự tôn của cậu bạn rồi đưa tay siết chặt cổ Basaja. Nhưng cơ hội hắn không để ý, Magia từ phía sau bổ nhào tới phá vỡ kết giới kèm theo đòn quyết định cuối cùng của Basaja đã tiễn hắn về nơi chín suối. Tất cả đã kết thúc, chỉ còn nghe tiếng khóc thảm thiết vì lo lắng của Magia, vốn tưởng đã yên ổn nhưng Basaja bất ngờ bị đột kích từ phía sau, một nhát dao lần nữa đâm xuyên người cậu trong sự tuyệt vọng của tất cả mọi người ở đó. Mio như chết lặng, hai mắt trợn chồng không chấp nhận được sự thật, cô hét toáng lên thật to. Sức mạnh của nội lực đã tiêu diệt kẻ tấn công Basaja và từng lớp đất ở đây cũng dần bị lở ra như động đất. Basaja nhìn xung quanh đã thấy mọi người bị sức mạnh của Mio làm ngất xỉu nhưng riêng cô lại bay lơ lửng trên không trung. Sức mạnh thật sự của cô đã bộc phát nhưng cô lại không thể nào điều khiển được chúng. Ngay lúc này điều cô có thể làm là năn nỉ Basaja hãy giết cô đi, có thế mới bảo vệ được tất cả mọi người. Ba Sa Ra không muốn làm tổn thương đến cô nên phút chốc cậu ấy vẫn còn trần trừ tìm cách nhưng ngược lại nếu để lâu sức mạnh này không chừng sẽ phá hủy tất cả. Ánh mắt đau khổ và lời này nỉ trong vô vọng của Mio đã làm cậu bạn từ chối. Bản thân cậu khẳng định đã không còn là người của tộc anh hùng. Giờ đây cậu chỉ đơn giản là gia đình của Mio. Nên nếu bỏ mặc cô lại sau này có lẽ cậu sẽ không bao giờ đối mặt được với chính mình. Cậu nhất quyết sẽ đưa cô em gái này về nhà một cách an toàn rút thanh kiếm ra, đôi mắt nhắm chặt để cảm nhận sức mạnh, chỉ trong phút chốc sa đã hoàn toàn cứu cánh được tất cả mọi người. Trở về căn nhà thân thương của mình, tất cả dường như đã thấm mệt, tiếng gõ cửa bên ngoài là Yuki, cô ấy đến để gặp Basaja, nhưng tạm thời Basaja vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nghe thế Yuki liền đưa tận tay Magia chiếc lọ và dặn dò cô nàng hãy dùng cái này để chữa trị cho Basaja. Nghĩ đến sự việc hôm đó, việc Basaja có thể kiểm soát được sức mạnh của Mio lại khiến kozuki trong lòng thấp thỏm, ánh mắt rào rào niềm hy vọng. Thoáng chốc cả hai đã nghỉ học được một tuần để tịnh dưỡng bổ sung thể lực. Ngay trở lại trường họ vẫn hào hứng thoải mái như thế. Mọi thứ dường như đi đúng vào chỗ của nó nhưng cũng không làm cho Basaza yên tâm được. Sau tiết học, Basaza lên tầng thượng gặp người bạn thổ xưa bị ăn đấm. Cậu ta trông khá hí hửng khi gặp lại. Ấy vậy mà Basaja lại dùng ánh mắt nghi hoặc và hỏi cậu ta những câu kỳ lạ để tìm đáp án cho đêm đó. Quả nhiên như dự đoán, Basaza đã đoán đúng tình địch. Hắn nhanh như thoát đã lộ cái mặt giả nai của mình. Basaza hiện tại không muốn ra tay ngay lập tức mà lại đề nghị thương lượng với hắn hai bên tranh luận với nhau một cách khắc nghiệt dù vậy cả hai vẫn có thể đoán được ý đồ của nhau mà xử sự một cách khéo léo không muốn nói thêm takagawa rời đi cũng đành quay lại vì câu hỏi của basaza về cha mẹ của mio nhưng muốn chơi công bằng thì phải có trao đổi tên này nói trước quên sau chưa gì đã tiết lộ luôn kẻ giết hại cha mẹ mio bỗng dưng mio từ đâu chạy đến làm basaza hoảng cả hồn basaza cũng vì sợ mio lo lắng nên đành nói dối cô cô nàng hớt hải chạy đi tìm basaza cũng chỉ muốn gắn bó thêm với anh ngay khi cả hai sắp tiến tới bước phát triển mới thì bị Yuki kỳ đà cản mũi. Ai nấy cũng đỏ ửng cả mặt, cuối cùng cuộc chiến của những cô gái lại một lần nữa dậy sóng khi có thêm sự xuất hiện của Magia, ba kỳ này sống chui sống rúc như sâu trong lá. Cậu một khó xử, hai khó xử kiểu gì cũng khó đôi đường với bọn con gái. Trong khi con trai đang lâm vào động nhiên nhện thì bố cậu ở phương khác lại một mực lo lắng hơn về những chuyện sắp sửa xảy ra. Một buổi sáng đẹp trời, ba Sazaki bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy trong người. Từ trong áo thò ra là khuôn mặt dễ thương của Magia, Ba xa ra chưa lờ mờ nhìn cô và bất ngờ ngớ người khi biết Magia đang khỏa thân bên trong cơ thể của cậu. Từng cảm giác của sự đụng chạm gần như có thể cảm nhận rõ thông qua làn da. Magia làm trò bên trong khiến cậu ngại đến đỏ mặt và cầu buông tha nhưng cô nàng lém lỉnh này lại dùng cử chỉ thân mật tiếp tục trêu chọc không ngừng. Ba xa ra vẫn bình thản vứt cái áo cho cô với sự nghiêm khắc toát ra khuôn mặt chính trực. Mới thức giấc thì bị Magia quấy rối, bây giờ đi quấy rối người ta, chưa kịp nghiêm túc được mấy giây thì gặp chúng Mio bên trong phòng tắm Cô ta cứ như lũ cướp lấy tay che miệng chặn mất đường nói nhưng dây sau đã tự thưởng một cú té làm mio tụt cả khăn tắm mio quay của trách men là dâm dê đê tiện basaza có chút xấu hổ nhưng cố kiếm cớ giải thích xoa dịu sự tức giận của cô nàng khiến cô cũng ngậm ngùi chấp nhận thực chất mio đã treo bảng trước nhưng vì sự tinh nghịch của Magia đã đẩy hai người vào trong khuôn khổ oan gia này tưởng hai kịch hóa ra là bi kịch Magia đang vui vẻ bỗng nhiên thay đổi thái độ cô nàng làm phép biến ra quả cầu điện và tặng màn thầu này cho basaza hưởng chọn Tuy phép thuật đơn giản nhưng nó lại là cả người cậu ta tê không kém. Bất ngờ hơn với màn trào sân của Yuki, cô nàng tự nhiên đến độ muốn giúp Basaza gội đầu dưỡng sinh sáng sớm. Cả hai nói chuyện hành động thân mật gần gũi tuy vậy Basaza vẫn lịch sự từ chối sự giúp đỡ từ Yuki làm cô nàng ghen tị đến xám mặt. Nhưng cuối cùng Basaza vẫn để Yuki gội đầu cho mình. Cả hai đang tình tứ thì nghe tiếng Mio bên ngoài với những chất vấn về chuyện ban nãy. Basaza vội vàng tránh né để cô không phát hiện ra Yuki nhưng bên trong nàng Yuki lại hành động thô bạo, kích động sự tò mò bên ngoài cây kim trong bọc cũng có ngày lộ diện mio vô tình phát hiện bộ đồ nữ sinh nên cố hỏi Basa khờ dại đi nói dối tráo đổi luôn sở thích kỳ quặc của mình cậu quên mất chẳng ai ngốc như cậu ta mio chẳng ngần ngại mở cửa đi vào thì sốc tâm lý trước sự có mặt của vị khách trong bộ dạng không vải trong lòng không vui nên tạo cầu lửa chuẩn bị phản công thì chiếc vòng ma thuật lại xuất hiện thông tin nhanh chóng lan truyền đến cái đồ nhiều chuyện như magia cô ba chân bốn cảng chạy tới thưởng thức bữa sáng có một không hai ngay tại nhà của mình bằng cách chụp ảnh lại đang hí ha hí hửng thì bị vứt bỏ mẹ ra ngoài trong sự năn nỉ tỉ tê của cô bạn nhỏ. Basa ra một mình giải quyết mớ lộ sộn này để tránh mọi chuyện trở nên phiền phức. Cho đến cuối ngày hôm đó ba ra cùng Takagawa đi ăn thịt bò thượng hạng. Con quỷ Takigawa như bị nhập ăn đến độ vui vẻ mừng rỡ vì quá ngon và quá đắt. Tuy vậy vẫn hồi hộp về chi phí, kẻ giàu như ba ra cũng chẳng khách khí khoe khéo sự giàu có trung bình của bản thân cho thằng bạn. Takigawa nhập tâm ăn uống nhưng không quên hỏi về cha con nhà họ này hóa ra mới thấy độ nổi tiếng có thừa của cha Basaza trên chiến trường săn quỷ khủng đến cỡ nào. Cứ ngỡ như thủ khoa đầu vào đại học cũng trả bằng sự ngầu lòi của ông ấy. Tâm sự giữa hai người đàn ông, Takagawa cũng nhắc khéo ba ra xa về những chuyện lần trước và cả những dự định của cấp trên về Mio. Dù vậy chính cậu ta cũng sẽ tìm cách để lách luật một chút. Hơn nữa chuyện lập khế ước cũng bị phát hiện làm thằng nhỏ nhớ lại khung cảnh xa vời lúc sáng mà ngập ngừng không hở kẽ răng. Nhờ Takigawa nên mới ngộ ra sự quan trọng trong việc lập khế ước đầy tớ nghĩa là khả năng sức mạnh của Basaja sẽ tăng gấp bội phần nhờ nó và càng làm cho mối quan hệ trở nên vững vàng tránh sự đánh đồng của kẻ địch. Càng nói chỉ càng khiến cho câu chuyện khó xử giữa chủ tớ họ Hiện Nguyên Si trong đầu Basaja mà thôi. Đang nói dở thì vô tình gặp cô y tá trong trường, cả ba cũng đang trò chuyện một cách gần gũi thoải mái nhất và tình cờ không xa lạ gì vì cả cô y tá này cũng quen biết cha của Basaja. Bia đã được đưa lên bữa tiệc lại tiếp tục dưới sự hào nhoáng của món ăn cùng sự thích thú của Takagawa. Sau một lúc bàn tiệc cũng đã kết thúc. Taki Gava có việc nên về trước chỉ còn lại Basara và cô y tá. Trên đường về cô khôn khéo hỏi chuyện cậu về quỷ và lòng trung thành nhưng cậu bạn chẳng dễ dàng sập bẫy đành nói dối đó chỉ là game. Cậu dường như chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc khi nghĩ về cô nàng Mio lúc nào cũng cận kề nguy hiểm và bỗng chốc lại nhận về cái ôm an ủi của cô giáo. Trong công viên về đêm, khi đèn đã sáng đường chỉ thấy bóng dáng của hai người đang ngồi tâm sự về chuyện gia đình và những khó khăn lớn nhất. Thay vì im lặng, cô giáo đã tạo cho cậu sự vững vàng cách gỡ rối mọi chuyện cũng như nhiệt huyết trong việc của mình. Sau cùng cô đã trao cho cậu một nụ hôn và chỉ tay cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến bên cậu. Ở một diễn biến khác, tên đeo mặt nạ bí mật gặp gỡ một con quỷ to lớn cùng với những lời nhắc nhở cẩn thận từ hắn. Nhưng con quỷ vẫn chơ chơ cái bản mặt không thèm lắng nghe mà bỏ đi biệt tâm. Một con quỷ khác lại đến gặp gỡ, cách trò chuyện của họ dự đoán được một tương lai không hề tốt đẹp chút nào. Mà người lo lắng nhất vẫn là Basaja và cô nàng ngốc nghếch Magia, nhóc con này chỉ nói chuyện thôi cũng chả thèm mặc quần nội dung gây cấn và dáng vẻ ai cũng căng thẳng lo nghĩ về chuyện xấu sắp sửa sẽ xảy ra với họ và bé Magia lại đào sâu về chuyện khế ước và chủ đề của họ ngày hôm nay chính là việc thắt chặt khế ước cả hai đang thử chơi bản game mà trước đây Magia đã cố tình đưa cho Basaza trò chơi thử thách tâm lý nhưng Basaza chẳng được tích sự gì cả mới vào trận đã kết thúc game chỉ trong mấy giây ngắn ngủi làm con bé bên cạnh thất vọng tràn trề Magia chỉ còn cách giúp anh hiểu rõ bản chất của trò và giúp cả việc kích thích sức mạnh nội lực của Mio một cách bộc phá đang trò chuyện vui vẻ bông từ xa xa bóng ai như lửa đốt cùng giọng nói đầy quyền lực làm cả hai ré ngây người magia đánh hơi được mùi bất ổn cái gì đến cũng đến magia cũng bị kéo lê đi dần vào trong đau khổ của chủ nhân đúng ngay đêm đó bên ngoài đường một cô gái đang trên đường đi về bỗng gặp phải con quỷ nó gầm gừ chuẩn bị tấn công thì bị một nhát bay màu cô gái kia vì hoảng sợ mà ngất đi dưới sự xuất hiện của những vị cứu tinh đang thực thi công lý trước sự chứng kiến của kuzumi bên trên bọn họ là người của tộc anh hùng đến đây với mục tiêu diệt trừ con gái của quỷ vương miona jose một cuộc chiến đậm vị lại sắp sửa diễn ra nhưng trước tiên phải kể đến sự sống còn của Basaza trước nhưng anh trai của trường. Cậu bạn này vẫn cố tình thờ ơ để chọc tức họ và nhờ thầy giáo nên cũng chẳng thể làm được gì đến Basaza. May mắn đó là nhờ Yuki và có lẽ đó là một cái công để cô có thể cùng Basaza hẹn hò vào tuần tới. Ánh mắt cử chỉ chân thành đã bị bộ ba kia bắt gặp tận mắt. thật bất ngờ Basaza chẳng không từ chối mà còn rất nhiệt tình cùng Yuki du ngoạn vui vẻ bên trong trung tâm thương mại. Vừa đi đến cửa hàng quần áo đã bắt gặp ngay cô bán hàng nhiệt tình câu khách. Hết bộ này tới bộ kia đều lần lượt thử lên người cô, sự nhiệt tình này khiến hai cô cậu thở dài bất lực. Bỗng dưng một ánh mắt sắc bén làm rung động sự nhạy cảm của Basara từ phía sau đến nỗi cậu phải quay bật người ra sau để ngó nhìn xung quanh mình. Thình lình lời chào dạo đầu của Mio vang vọng đến cả Sa và Yuki đều ngỡ ngàng. Hai con người này kiểu gì cũng xuất hiện với những lời biện minh sắc đáng nhất có thể. Con bé Magia phản chủ chưa gì đã nhắc khéo đồng bọn làm lộ tẩy ý đồ của Mio trong dịp ghé thăm lần này. Yuki bên cạnh cũng chẳng vui mấy. Ánh mắt đam chiêu nhìn Mio không rời, rồi tự nhiên đi tới nhờ cô nàng lựa hộ đồ cho mình. Tuy khó hiểu đối phương nhưng dù sao cô nàng vẫn chấp nhận lời đề nghị ấy. Cô nàng lần lượt phối hết bộ này lẫn bộ kia cho Yuki. Quả thực người đẹp vì lụa, bộ nào cũng đẹp mắt đến độ ra ngứa người đỏ mặt không thôi. Té ra chỉ là lựa đồ cho lần hẹn hò tiếp theo. Mio như quả bom nổ cái đùng vào mặt Basaja. Trong cả bầy chuẩn bị rời đi thì một cô bé tóc tím quen thuộc chạy tới tùng lấy tay áo của Yuki mở ra một hành trình mới của tất cả bọn họ. Mất dấu mất cả liên lạc cũng chẳng ai biết Yuki đi đến cái xứ nào bên ngoài Ba Zasa không ngừng gọi cho cô nàng nhưng cũng được bất tòng tâm bất ngờ nền trời thay đổi kết giới được tạo ra và từ đâu xuất hiện một luồng sức mạnh bay đến tấn công ba người con quái vật to lớn hôm trước lộ diện giữa ban ngày ban mặt làm Ba Zasa nhất thời lo lắng vì nghĩ chính hắn đã làm cho Yuki mất tích khả nghi tên này đến đây chỉ vì muốn giám sát con mồi là Mio không kịp phản ứng Ba Zasa đã tấn công trước nhưng chẳng ăn thua gì với cơ thể cứng cáp của hắn Cả Mio và sức mạnh của Magia đối với hắn chẳng qua chỉ là gãi ngứa một ít mà thôi. Tên này liên tục nhắm vào đánh lạc hướng Basaza ra chỗ khác và chuyển vị trí tấn công về Mio, thế nhưng nhanh như chớp Basaza đã kịp thời đi đến phản công. Cánh tay tên này hiện nguyên hình to bự hết cỡ rồi bỗng chốc vươn tới, chẳng may cho sự mạnh mẽ ấy. Cơ thể hắn đóng băng toàn bộ và bị hủy diệt, lấp ló sau đó là sự tồn tại của Takashi. Một người bạn cùng làng với Basaza, cả ba cũng xuất hiện tiếp theo và còn có cả hai cô gái biến mất khá lâu sự bất thình lình này khiến Basaja khá bất ngờ, tình thế trở nên căng thẳng bởi họ đến đây với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Mio để cứu thế giới. Tấn công bất ngờ từ đằng xa hướng về phía họ, Basaja bị bạn bè của mình xem như đồ kinh tởm vì đã bảo vệ con gái của quỷ vương. sâu trong ánh mắt của họ là một nỗi cay nghiệt dành cho Basaja. Một mình ba sa đấu với ba người và lại họ còn là đồng đội cũ, thật sự là một cuộc chiến chẳng hề dễ dàng cho đôi bên. Hai bên sắp xảy ra giao chiến, giữa Trường Si ba phá hẳn kết giới và tạm đình chiến để tránh gây tổn hại đến thành phố. Cuối cùng lời giao đấu đã được xác thực, địa điểm thời gian sẽ được biết ngay sau đó. Tối đó Basaja cũng đã gọi xác nhận với cha về vụ việc vừa xảy ra, nói đến một hồi vẫn chỉ còn cách là đối mặt và chiến đấu hết sức mình có thể. Lần này Basaja rất quyết tâm để chuẩn bị cho trận chiến, trước kia tất cả đều là bạn nên việc nhận biết được đặc điểm thực lực từng người lại rất dễ dàng cho Basaja. Magia và Mio đều được Basaja huấn luyện, luyện tập đều đặn, bọn họ đang rất lo lắng cho trận chiến sắp tới, để giúp Mio có cảm giác an toàn. Basaja đã nhẹ nhàng xoa đầu động viên đồng thời cũng dẫn dắt chỉ bảo phân tích đối thủ và chiến thuật chiến đấu một cách chi tiết trong cậu ta có vẻ khá tự tin và quyết tâm đến cùng ở một nơi khác chỉ có hai chị em nhà Yuki sau khi cô em gái nghe điện thoại xong cũng đã chốt được địa điểm chiến đấu còn Yuki thì vẫn dừng dưng trước những lời khuyên nhủ tận đáy lòng của em gái mình hai chàng trai còn lại đang thành thơi ngắm nhìn thành phố về đêm với những suy tư về thời thơ ấu ánh mắt cam phẫn và lòng hiếu thắng cũng đủ để thấy được sự gay gắt của trận đấu sắp diễn ra mấy ngày liền luyện tập Basara lâm vào cảnh tiêu tụy mệt mỏi để giúp cậu tỉnh táo, Magia đã cố tình ăn mặc hớ hên bưng trà mời nước cậu khá chu đáo, nhiệt tình. Sau cùng vẫn là một sự hối lộ của Magia về chuyện khế ước. Cô nàng cứ liên mùng không ngừng nói khiến Basaja chẳng kịp suy nghĩ. Anh chỉ muốn xây dựng độ tin tưởng bằng thời gian vì thế nên cách anh đáp lại chuyện này cũng khá gắt gỏng. Bé Magia có vẻ hiểu chuyện và muốn đổi cách khác bằng việc đi tới cởi bỏ khăn tắm và chạm nhẹ vào người Basaja để cậu cảm nhận xúc giác cơ thể. Basaja xấu hổ và cũng chẳng thể từ chối tuy nhiên lại bắt gặp ánh mắt của Mio và Magia đã dùng cách này để thay đổi suy nghĩ của Mio ngay từ đầu nằm giúp cô nàng chấp nhận chuyện này. Và rồi cả hai đã bắt đầu vào cuộc. Sự đụng chạm nhẹ về mặt thể xác đã khiến Mio bất giác phát thành tiếng, đôi khi sự ngại ngùng lại khiến họ chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Dưới sự chứng kiến của Magia thì chuyện này lại trở nên kỳ quái hơn hẳn, Basaza cũng nhiệt tình tích cực hơn hẳn mọi khi. Sự gắn kết giữa cả hai đã giúp chiếc vòng phát sáng bất ngờ tăng thêm phần nội lực. Tuy xấu hổ nhưng khoảnh khắc ấy chứng minh được sự vững vàng của niềm tin và đồng thời giúp Mio cảm nhận được năng lực thầm kín. Ngay lên lớp cả hai cũng không ngừng ra ký hiệu với nhau, sự gắn kết khá vững vàng bền chặt. Lúc ấy Takigawa đi đến muốn rủ Basaja đi ăn, cả hai lại lên sân thượng tâm sự về chuyện khiêu chiến. Takigawa đồng thời cũng cảnh báo rằng bản thân sẽ không bỏ qua nếu nhỡ như Mio bị thương vì chính cậu cũng mang một nhiệm vụ cao cả không kém giữa bạn và người mình phải bảo vệ. Basaza bất đắc dĩ cũng trở về tư thế bị động. Chỉ khi Basaza thắng thì bạn bè thở xưa của cậu ta mới thoát khỏi bàn tay của Takigawa. Trên đường về lớp, Basaza đã gặp Yuki và được đề nghị đi theo cô. Yuki vì lo lắng nên muốn cậu rút khỏi trận này, nhưng vì Mio Basaza không thể từ chối, quyết định vẫn không thay đổi. Cuối cùng Yuki cũng chỉ đành lẳng lặng làm ngơ và sớm nhất sẽ cho cậu biết địa điểm đấu dù biết kết quả hiện thực khốc liệt thế nào. Bên này Mio với tâm trạng bất an lo lắng, cuộc gặp mặt bước đầu đã đến hai bên bước đầu gặp gỡ và kết giới cuối cùng cũng đã được mở ra một khoảng không gian ảo được bao phủ hoàn toàn trong không gian này ngoài sau người chiến đấu ra thì chẳng có lấy một bóng người kể cả si ba cũng không tham gia vào trận đấu này hai bên bắt đầu tuyên chiến trận đấu không chỉ riêng ai mỗi bên đều dùng chiến thuật của riêng mình nhưng dạo đầu có vẻ lợi thế lại thuộc về phe của basa ra ba đánh lạc hướng nhắm vào hai cô gái nhưng lại bị kuzumi dùng cơn lốc tiễn thẳng lên cao làm mất phương hướng trong khi bên dưới mio và mazia bị tập kích bởi takashi chỉ trong vài phút tuyên chiến Uzumi đã nhận ra ý đồ của Basaza, cô nàng với kỹ thuật xoáy gió nhắm thẳng vào Basaza một cách quyết liệt. Trong khi cả bọn đang vật vã chiến đấu bên trong thế giới ảo thì C3 bên ngoài lại vui vẻ tận hưởng niềm vui cuối ngày, trận chiến đi theo hướng trốn tìm bởi Magia và Mio. Cả hai dụ dỗ Takashi đi vào cửa hàng thời trang, trong bóng tối mù mịt cậu ta lò mò đi tìm như kẻ ngốc, từ phía tây một hình nộm bay ra rồi cả phía đông. Bị tập kích bất ngờ bởi Magia, Takashi đã bị thất thế nhưng cậu ta vẫn vùng dậy chiến đấu. Tuy nhiên nhờ chiêu thức của Iako hắn đã tiễn Magia bay xuyên trần nhà một cách dứt khoát. Vẫn chưa xong việc, từ phía tây Mio đã tranh thủ dùng phép làm các ống nước thải bắn tung tóe làm sao động đối thủ. Trong khi đó Basaza vẫn đang cố gắng tổ thoát làm lung lay đối thủ rồi bất ngờ xoay chuyển dùng kiếm tấn công nhưng chẳng ăn thua gì với chiêu thức này. Kuzumi đi tới nói cho Basaza biết rằng dù cậu có cố gắng không làm hại họ thì người của tộc anh hùng cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho con gái quỷ vương. Nghe vậy nhưng Basaza cũng chỉ biết xin lỗi vì trước sau như một, chính cậu sẽ bảo vệ Mio đến cùng. Gió của Kuzumi và kiếm của Basaja tuyên chiến với nhau cay nghiệt vì đã nắm bắt đối thủ từ trước nên việc nắm chắc phần thắng thuộc về Basaza. Khi cậu cắt đứt luôn sự kết nối với linh tinh của Kuzumi trong tức khắc, Kuzumi rơi vào thế bất lợi. Anh chém cô rơi khỏi tòa nhà, tưởng sẽ thua thật sự nhưng cô nàng được cậu cứu vớt trong những vẩn vơ trong đầu. Cảnh tượng cả hai ngại ngùng vì thiếu vải một chút đã khiến cho Kuzumi rung động thoáng chốc. Trước sự chứng kiến từ xa của Yuki, ánh mắt cô nàng sắc như dao găm nhìn về phía cả hai rồi từ từ rút kiếm nhắm thẳng vào Basaza bổ cho cậu một nhát đau đớn không thể tả để chiêu cuối cùng dụ cậu bất tỉnh bằng thuốc mê trước khi đi Yuki cũng không quên dặn em gái hãy canh chừng basaza cẩn thận giúp cô trong lúc đó bên mio nước mà cô cố ý tạo ra đột nhiên chảy xoay cuồng khó hiểu dòng nước chảy xiết mạnh tới nỗi gần như phá vỡ tòa nhà cả hai đang hứng thú nhìn dòng nước tả xiết làm Takashi quay cuồng thì chẳng biết lúc nào cậu ta đã hút cạn nước nhìn cả hai với nụ cười gian xảo cùng ánh mắt khinh thường giọng điệu kiểu gì cũng khó nghe sau đó Takashi bắn ra một luồng ánh sáng tàn bạo xuyên thủng cả tòa nhà và bay lên trời. Lâm tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng chưa hẳn, hai cô nàng nhà ta đã may mắn tẩu thoát. Takashi đã đuổi theo nhưng lúc sắp ra tay đã bị Yuki chặn lại tức khắc. Bất ngờ trước sự thay đổi của Yuki, Takashi chỉ bất lực phản kháng bằng lời nói và cảnh cáo luôn cả cô. Cậu ta còn gợi nhắc về chuyện quá khứ. Nhưng đối với Yuki, cô nàng không hề muốn chuyện của 5 năm về trước lặp lại. Đó cũng là nguyên nhân cô chọn cách đối đầu với Takashi trong tình huống có lợi như thế này cả hai từ cùng chí hướng tự dưng là trở thành đối thủ với nhau takashi cũng ngang bướng không hề khoan nhượng chỉ có thể chiến đấu tới cùng nên đã chọn tấn công trước chứng kiến toàn bộ sự việc mio bên ngoài không thể trơ mắt nhìn yuki một mình hành xử chuẩn bị lao vào thì magia lại ngăn cản con bé ngây thơ vô số tội hôm nay lại hùng hổ chịu trách nhiệm lo vụ này và khuyên nhủ muốn cô nàng hãy đi đến bên cạnh basaza vì đó là nghĩa vụ của mio lúc này basaza đang chìm vào giấc mơ dưới sự hốt hoảng của kuzumi giấc mơ hẳn kinh hoàng đến độ khiến basaza nói mớ và chăn chứa nước mắt Đúng lúc Mio vừa đi đến với tâm trạng lo lắng đi tới, mặc cho Kuzumi hơi dè chừng nhưng cô nàng không sợ nguy hiểm vẫn đi đến bên cạnh Basaja kêu cậu dậy trong sự khẩn thiết. Dù có kêu đến cỡ nào cũng chẳng được vì cậu đã bị trúng thuốc mê. Tiếng Basaja đã đưa cậu trở về những ngày thơ ấu, với cái độ tuổi còn rong rủi với chúng bạn một cách vô tư hồn nhiên nhất, nhưng chỉ vì một phút bốc hỏa cậu ta đã trở thành tội đồ của cả làng. Đứa trẻ ấy dường như đã chìm vào bóng tối và nhờ có tiếng kêu nhẹ nhàng trầm ấm của Mio đã giúp cậu xoa dịu nỗi đau. Cuộc chiến giữa tộc anh hùng ngày càng quyết liệt, dù có sự giúp sức của Magia nhưng cả hai cũng chẳng phải là đối thủ ngang tài ngang sức với Takashi. Trong đòn quyết định, Basaza đã kịp xuất hiện ngăn chặn đòn tấn công của Takashi, vươn kiếm muốn giao chiến với cậu bạn. Dù nhận lại những lời cay nghiệt nhưng cậu ta vẫn hết sức bình tĩnh trước những đòn tấn công nhanh chóng của Takashi, sau đó dùng liên thủ kiếm làm đối phương đỡ không kịp thở. Hai bên cân tài cân sức, chẳng ai nhường ai. Tuy nhiên cây giáo Gia cô lúc này trở lại chế độ phòng thủ tạo ra cơn địa chấn hất văng chủ nhân và Basaza vụt tăm nhìn tình hình thôi mà tên si ba lại vui vẻ như xem kịch duki dần lấy lại thể lực mọi người lúc này cũng đã tập trung về một phía để chứng kiến sự biến đổi của cây giáo Zako. cô nó trở thành một mãnh hổ kêu căng dữ tợn basa bất ngờ tiết lộ thêm những thông tin gây sốc về Zako cô làm ai nấy cũng ngạc nhiên không kém phi vụ có lẽ cần sự giúp sức của tất cả mọi người mới có thể thuần phục được cậu chàng hung hăng này duki tiến lên với ý chí kiên quyết muốn cùng basa xử lý mớ lộn xộn trước mắt nhanh chóng hành động dứt khoát với lời cầu nguyện chân thành cô nàng tiến lên bổ thẳng vào kết giới mà thần thú tạo ra một cách không ngần ngại tạo cơ hội cho basaza ra tay cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc chiến một cách êm ả cho đôi bên takashi lò mò tỉnh dậy thái độ kiêu căng như lúc ban đầu cái miệng cũng không quên hỗn nên đã bị mio cho ăn một cú tắt nhẹ nhàng vào mặt vì dám phán xét vô lý mio như bà cố nội dạy đời cho takashi trong sự ngăn cản ngây thơ của bé mazia lúc này basaza vẫn một mực với quyết định ban đầu mà không hề thay lòng đổi dạ làm mio cảm động khựng người hồi lâu kết giới lúc này cũng đã biến mất Siba hưởng chọn thú vui đã nhiều nên bây giờ phải kêu gọi đồng đội rút lui nhanh chóng. Siba hiểu rõ, nếu phải tiêu diệt Mio trong tình trạng này thì bản chất thật sự vẫn là bọn họ xấu xa và làm như thế càng không tốt chút nào. Tuy nhiên Takashi đến giờ vẫn không phục nên khiến cho anh trai vui vẻ hiếm khi nghiêm túc thất thường. Trước khi cũng không quên gửi lời dặn dò thầm kín cho Basaza biết việc sẽ có người đến và tiếp tục giám sát bọn họ. Những ngày bình thường lại tiếp tục trở về với những cô cậu học trò. Hôm nay trên lớp trong Basaza điều hưu đến lạ có vẻ như vắng đi một thành viên quan trọng trong lớp nên cậu lại cảm thấy trống vắng mio ở bên dưới chỉ nhìn cũng đủ cảm nhận được chàng trai ấy đang có tâm tư gì trong lòng ánh mắt cô đột nhiên cụp xuống nhớ đến những lời yuki nói với basaza trước khi về làng mà lòng buồn rười rượi trong lúc đang lo nghĩ tiếng bạn bè đánh cho cô tỉnh lại đến cả các bạn trong lớp cũng cảm thấy Basaja hơi bất thường và sự mất tích bí ẩn của lớp trưởng chiều hôm đó trên đường đi về tự dưng Basaja dừng bước nhìn về phía bên kia đường cảm nhận được sự nô nức náo nhiệt nên cậu mới nhớ đến ngày cùng yuki đi mua sắm trong cái cảm giác thơ thần mio đã nắm lấy tay áo nhưng cũng chẳng có phản ứng gì cứ thế cô chỉ đành ngậm ngùi nắm lấy bàn tay basaza trong ánh hoàng hôn đượm buồn về tới nhà mùi thơm đã lan ra tới cửa nhà làm Basaja phải lên tiếng khen lấy khen để quay sang đã thấy yuki từ bếp đi ra khiến cậu ngạc nhiên nghe yuki nói cha mình đã gọi về cho làng nên trong lòng cũng có phần lo lắng cho cha rồi bỗng nhiên ôm trầm lấy yuki bày tỏ tất cả những suy tư trong lòng với cô Đáp lại tấm lòng ấy, Yuki đã ôm lấy cậu chuẩn bị một nụ hôn ngọt ngào trong sự bối rối của chàng trai thì bị Mio bên kia phát hiện. Khuôn mặt ghen ăn tức ở liên tục chỉ điểm Yuki, chờ thấy Magia đi vào nên mới chỉ trích. Lúc này tin Yuki được trưởng làng cho phép sống cùng làm tất cả người có trong căn nhà này há hốc đến sảng hồn, còn ba lại cho rằng chính cha cô đã chỉ điểm điều này. Giữa lúc Mio cũng trở nên căng thẳng bất đồng về vấn đề nhạy cảm này nên Magia đã vội dập tắt vì muốn tặng cho Yuki món quà bất ngờ chẳng có gì khác ngoài đoạn video nhạy cảm của Basaza và Mio trước lúc cả hai bắt đầu trận chiến. Làm cặp đôi trong video ngại đến đỏ cả mặt trong khi Magia thì lại thích thú đi khoe với Yuki. Chẳng thể nào xem nổi nên Mio đã nhanh chóng tắt đi và trách hứ Magia liên tục còn khiến cô bé chẳng thể phát nổi hết câu. Bỗng dưng bên này Yuki cởi bỏ lớp áo ý muốn cùng Basaza làm điều tương tự như vậy. Nỗi ghen ăn tức ở biến Mio trở nên điên loạn hơn, ấy vậy mà con bé Magia vẫn nhiệt huyết đến vậy bữa cơm cuối cùng cũng diễn ra lúc này yuki kỳ thực mới biết đến sự tồn tại của khế ước đầy tớ và cách thức hoạt động của nó yuki nhận được lời đề nghị làm kế ước của mazia cô chẳng ngần ngại gì mà đồng ý ngay làm Basaja và mio phản ứng mạnh mẽ sáng hôm sau một ngày đẹp trời với những lời bàn tán xôn xao về bộ ba nổi đình nổi đám trong trường nam sinh mới chuyển đến kè kè với hai nữ thần nổi tiếng nhất trường khiến ai cũng ngước nhìn nhìn thấy bọn họ quấn quýt khăng khít làm mazia từ xa quan sát bỗng chốc cũng vui lây và một âm thanh phát ra yêu cầu muốn gặp mặt cô bé vào tiết học tại phòng thay đổi nữ sinh, Yuki lén nhìn sang Mio mới phát hiện bộ cánh của cô nàng quá xá tuyệt vời nên đã đủ sức quyến rũ được Basara. trong khi đó, bọn con trai trong lớp thì lại thân vãn việc học bơi riêng với nữ sinh. vừa quay sang Basara đã bắt gặp Mazia đang tung tăng ở góc cửa sổ lớp nên tò mò bèn cúp học đi theo dõi cô bé. con bé thần thần bí bí đi vào lớp học với những chiêu trò, bị Basara đi vào đánh một cái bóp khá đau, bị hỏi khéo nên bẽn lẽn ngại ngùng trả lời, khiến Basara nổi cả da gà. Thật ra cô nàng đến chỉ để muốn kiểm tra sự an toàn của Mio như thế nào, sau đó lại kẻ cặp muốn rủ thêm cả ba Saza đi đu cùng mình. Cả hai bí mật đi đến nhà vệ sinh rồi âm thầm trao đổi thông tin với nhau trong căn phòng riêng biệt, đột nhiên nhóc con cảm nhận được gì đó nên quay người đuổi theo luồn sức mạnh bí ẩn. Nhóc ấy và cậu bí mật chạy đi rồi rít lên sân thượng, ai có ngờ lại bắt gặp một cặp đôi đang tò te tú tí với nhau. Trong lúc cả hai đang rình trộm người khác, thì bên dưới Mio và Yuki đang học bơi dưới sự ngưỡng mộ của mọi người về kỹ năng của họ. Khi bơi mà trông cả hai cô nàng như đang tranh giành vương miệng hoa khôi, cuộc thi tài năng này cũng đủ gây gắt huống hồ gì là dùng kiếm tuyên chiến với nhau. Bên này Magia thì buồn giàu ủ rũ chẳng còn sức tin tưởng vào cuộc sống, bỗng chốc lại vui vẻ rủ dê basaza tiếp cận địa điểm tiếp theo chính là phòng thay đồ. Trong lúc basaza rè chừng xung quanh thì Magia lại đi lung tung lục lọi hết tủ này đến tủ kia. Nhờ bản lĩnh biết tò mò nên cô nhóc cũng đã tìm ra tủ đồ của Mio, bất ngờ hét lên thu hút sự chú ý của basaza đi vào chưa kịp nhìn xem tình hình trong tủ đã bị nhỏ em chơi hẳn cái quần xịp lên đầu ba sa gia chẳng thể nào đỡ nổi tính quậy phá của nhóc con mới lên giọng quát mắng đúng lúc đó tiết học kết thúc nên các nữ sinh lần lượt đi vào phòng thay đồ chẳng còn lối thoát nên chỉ đành chui vào tủ cô nàng bên trong không gian kín mít nhóc magia lúc này lại bày trò quấy rối cậu bạn làm mio khi mở tủ đã chố cả mắt khi chứng kiến cảnh tượng bối rối này nghe thấy tiếng gọi của bạn học mio đã nhanh chóng đóng sập tủ lại trong tình trạng ngơ ngác khuôn mặt tái nhợt gây chú ý tranh thủ khi tất cả mọi người rời khỏi Mio bộc lộ cơn cuồng nộ, yêu cầu hai kẻ bên trong tủ phải ra ngoài với tình trạng đủ vải, nhưng dù kiểu gì thì cả hai cũng đều bị trừng phạt một cách thích đáng trước chị đại Mio. Đang hóa giải hiểu lầm giữa đôi bên thì đột nhiên cô nàng Mio lại kích hoạt chiếc vòng khế ước khi Basaza nhắc đến Yuki. Cơ thể Mio không chịu đựng nổi sức công phá của chiếc vòng, hơi thở gấp gáp đứng không còn vững. Để hóa giải Magia đề nghị cả hai phải nhanh chóng thực hiện chuyện ấy một phần trước. Cô cậu lại âm thầm đi vào phòng tắm, nước đã được dưới lên người Mio một cách thỏa mãn. Basaja bắt đầu công cuộc tìm kiếm sự vi diệu từ cơ thể cô nàng, sự dịu dàng của cậu khiến Mio ngại đến đỏ ửng cả hai má, chẳng còn biết đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra. Khi đã hoàn thành xong, Magia lại lịch sự cảm ơn một cách lạ thường làm nảy sinh trong Basaja một sự khó hiểu với chính cô nàng. Buổi học hôm nay đã kết thúc, Basaja mới kể lại sự tình về Magia cho Mio biết. Vừa hay Yuki đi vào và tiện hỏi nên làm ca hai bối rối giải thích đến độ lấp và lấp vấp. Lo lắng nên Basaja muốn Yuki cùng đi về với Mio, còn cậu sẽ đi tìm Magia. Trong lúc miệng đang than vãn thì lại thấy Magia bên ngoài đang bí mật gặp Takigawa, cậu nhanh chóng đi tìm bọn họ. Trong lúc gấp rút tìm kiếm thì thấy cô nàng nhiệt tình chào hỏi, trên đường về nghe cô bé luyên thuyên về công cuộc truy đuổi cặp đôi của mình và rồi cậu bất giác hỏi về chuyện gặp Takigawa. Nhưng cô bé chỉ giải thích đơn giản là lạc đường và nhờ có sự giúp đỡ của Takigawa nên mới tìm chỗ ra được. Tuy vậy nhóc con vẫn còn nhiều suy tính xấu xa làm Basaja nổi giận nhưng cũng chẳng thể ra tay với nhóc con ấy, thế là cả hai đã tay trong tay ra về một cách vui vẻ nhất. Ở một nơi chỉ toàn là bóng đêm, một cô gái bí ẩn dùng quả cầu chiếu cho chủ nhân của mình xem về những thông tin về Mio và Basara và kế hoạch mới về cuộc chiến dậy sóng lại sắp sửa bắt đầu. Đêm hôm đó, ngày mà Yuki mong chờ nhất đã đến, Magia trong trang phục chiến đấu ngầu lòi thường thấy. Giọng điệu cô bé có chút kịch tính nghiêm túc, dù vậy cũng chẳng thể nào xóa bỏ được sự e thẹn của Basara. Lúc này Basara lại có sự khó chịu về cách ăn mặc của cô bạn nhưng thực chất đó là sự chuẩn bị rất tâm lý của Magia. Basara muốn yêu cầu cô hãy mặc trang phục khác. Anh kiên quyết né tránh ánh nhìn của mình nhưng chẳng làm sao địch nổi sự cứng đầu của con gái, bởi nếu không nhìn thì cô nàng sẽ trực tiếp cởi bỏ hẳn. Bất lực cũng phải chấp nhận để Magia tiến hành nghi thức, từ từ cơ thể cả hai bắt đầu phát sáng và dấu ấn cũng đã xuất hiện trên tay Basaza nhưng Yuki lại từ bỏ nó. Cái cô muốn là cách mà Basaza luôn làm với Mio, một màn hoán đổi khôn lường làm cơ thể cô nàng bỗng chốc run rẩy và té ngã vào lòng cậu bạn mình. Cách thiết thực vẫn như lúc Basaza làm với Mio, cậu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của Yuki nhưng đặc biệt là vòng ba của cô nàng. Trong lúc đó Maji đang được sự cho phép của Yuki nên đã sẵn sàng ghi hình lại hết những khung cảnh táo bạo của cả hai. Trong lúc mọi việc đang tiến triển tốt thì cô nàng lại đề nghị cậu hãy đưa mình vào nhà tắm. Magia nhiệt tình muốn kéo theo Mio đi theo họ nhưng lại bắt gặp sự bối rối của cô nàng kèm lời giải thích. Họ bây giờ đã trở thành đầy tớ của Basaza nên nếu cứ xưng hô cách biệt như vậy thì không hợp lắm. Cuối cùng bằng một chút lém lỉnh, cô nàng Mazia đã tiễn cả ba người họ đi vào tắm chung với nhau một cách tự nhiên thoải mái. Tuy vậy Basaja cũng là lần đầu nên cảm giác có hơi khó tả và cả Mio cũng thực sự bối rối trong hoàn cảnh éo le này. Trong khi gia đình đang sum họp cho sự kiện trọng đại thì bên ngoài lại xuất hiện một cô gái lạ mặt đang than thở ghen tị vì bản thân muốn có chủ nhân trẻ tuổi, như đời chẳng như là mơ. Ánh mắt thấm đượm nỗi buồn và vụt biến đi mất trong bóng đêm, sang ngay hôm sau vào tiết học thể dục, Mio và Yuki rất hăng say chơi bóng. Từ khi đổi hẳn cách xưng hô trông cả hai có vẻ thân thiết hơn lúc trước. Khung cảnh này vô tình thu hút sự chú tâm từ Basaza mà làm cậu vẹo khớp tay khi không đỡ được cú phát bóng mạnh mẽ của Takigawa. Cậu đi đến phòng y tế tìm chị y tá xinh đẹp. Basaza được cô y tá tận tình băng bó vết thương và niềm nở mời gọi cậu đến tìm cô khi có khó khăn, một ẩn ý sâu xa từ trong những lời mà cô nói. Cô như chiếc máy quan sát hết tất tần tật mọi nhất cử nhất động của Basaza. Ngay cả việc cậu một mình gánh vác một trọng trách lớn cũng dễ dàng biết được qua những lời nói đầy ẩn dụ của cô ta. Tuy vậy đối với cậu nó vẫn là một lời khuyên lời động viên quan trọng trong sự lĩnh hội của mình. Trước khi rời đi cô ta cũng không quên nhắc nhở cậu không được gỡ chiếc băng dán khi chưa có sự đồng ý của cô. Trở lại phòng thay đồ dành cho nam sinh, ba xa ra trong đầu cứ vẩn vơ về cô giáo ở phòng y tế. Đang lơ lửng trên mây thì bị làm cho tỉnh dụi từ một cô bạn. Cô gái đột nhiên tỏ tình ba xa ra. Chàng trai đối diện với lời tỏ tình bất thình lình cũng chỉ biết gãi đầu ấp a ấp úng. Sự bạo dạn của cô gái khiến cậu hoang mang. Nó cuốn cậu vào vòng quay của tạo hóa. Tuy nhiên sự xuất hiện của Yuki và Mio đã ngăn cản họ trước khi mọi chuyện xảy ra quá sâu sắc. Mio lúc này run lẩy bẩy bỏ chạy để lại Yuki vung kiếm ra tay với cô bạn. Cô gái kia chưa gì đã lộ phân nửa thái độ với cả hai. Yuki nhanh chóng kêu Basaza đi tìm Mio, chuyện này cứ để cô bạn xử. Tưởng chỉ có một đối thủ nhưng từ phía sau Aikawa lại đến. Họ tranh nhau chế nhạo giễu cợt và đôi lúc còn tăng lòng đố kỵ cho Yuki, chọc giận sự điên dại của Yuki. Trong khi đó Mio một mực chạy đi trong sự đau đớn, chiếc vòng cổ mỗi lúc khiến cô mệt mỏi hơn nên chỉ đành dừng lại nghĩ đến khung cảnh Basaza ở cùng với người khác cũng đủ làm Mio đau thắt tâm can. Lúc này Magia đi đến bên cạnh cộng thêm sự xuất hiện của một con quỷ quen thuộc. Basaza lo lắng vung kiếm đi tới nhưng chẳng may mắn vì phút chốc con quỷ đó đã làm phép đưa Mio và Magia đi mất. Lúc này chỉ có thể dùng đến sự kết nối từ vòng khế ước nhưng cũng chẳng thể cả nhận được gì. Basaza chỉ thấy Yuki còn về Mio thì chẳng có lấy một vết tích. Trong một viễn cảnh nọ là khung cảnh đời thường của một gia đình hạnh phúc. Nhưng đột nhiên xuất hiện một vị khách lạ đã giết sạch gia đình của Mio chỉ trong chốc lát. Mio như kẻ bất hạnh chỉ trong chốc lát đã mất sạch người thân và sau đó cô đã gặp Magia. Sau giấc mơ thấm đẫm nước mắt, cô nàng đã tỉnh dậy trong tình trạng bị trói buộc, trước mặt là một con quỷ và kẻ tên là Zoza. Ánh mắt cô nhìn hắn đầy cam phẫn, hắn cố tình nói mấy lời quấy rối và vô đạo đức với cô nàng. Trong lúc này cô nàng tức giận chỉ muốn lao tới giết hắn ngay lập tức. Hắn từ từ đi tới và gần như sắp chạm vào cơ thể Mio thì Magia lại xuất hiện, thông báo mệnh lệnh từ quỷ vương, cầm lấy quả cầu trên tay, Tenzo ra cố tình đánh lạc hướng quỷ vương và bí mật không để cho ông ta biết Mio đang ở chỗ mình. Mục đích của việc triệu hồi lần này là chỉ muốn hắn đến để xem vết tích của quỷ và thần. Hắn có vẻ không mấy quan tâm nhưng đó là chuyên môn và lệnh của cấp trên, hắn ta cũng đành phải chấp nhận nghe theo. Mio thoát được một kiếp nạn thứ 81, ánh mắt bất lực nhìn về phía Magia một cách không thể nào thảm hơn. Trong lúc đó Basaza bên ngoài hẹn gặp Takigawa để hỏi thăm tình hình của Mio. Nhưng biểu cảm của Takigawa hẳn cậu ta không biết gì nhưng thật bất ngờ cậu ta lại biết nhiều hơn nữa. Sự thật Magia đã nghe theo lệnh của Zoza để bắt giữ Mio. Vì hắn muốn chiếm cô cho riêng hắn, ngay cả việc thực hiện khế ước giữa Basaza và Mio không đúng cách cũng nằm trong một phần kế hoạch của hắn ta. Chỉ vì hắn thích và muốn kích động sự thỏa mãn của Mio lên đến đỉnh điểm cho đến khi chiếc vòng khế ước bị phá vỡ với chủ nhân hiện tại. Càng nói càng tạo thêm cho Basaza sự lo lắng to lớn đối với Mio, ngay cả Takigawa cũng nhất thời không thể giúp gì được cho họ. Nhưng vì lo lắng quá mức nên Basaja đã không giữ được bình tĩnh mà rút kiếm ra tay với Takigawa để ép cậu một mực phải nói ra tất tần tật những thứ cậu ta biết. Mio bây giờ đối mặt với Magia chỉ cảm thấy đau khổ vì những chuyện mà cô nhóc ấy đã làm, Magia cũng chẳng nương tay mà giúp Mio đi vào giấc ngủ say nồng nàn. Trước cửa thành của tên quỷ Zoza, Takigawa đã đến tận nơi và đòi lại Mio như nhận lại sự thờ ơ của người ở đây. Cách cuối cùng đạt được mục đích là sự trao đổi có lợi cho đôi bên được đánh dấu bằng Basaja. Takigawa đưa Basaza đến tận cửa để trao đổi cậu ta với Mio bằng việc đưa ra những quan điểm cá nhân và những lập luận có lợi. Takigawa một ít đã làm lung lay ý chí của cô nàng. Chính Takigawa đã bảo quỷ vương triệu tập Zoza và tạo lợi thế về mình bằng việc tung ra sự mất tích của Mio cho quỷ vương biết. Tên Takigawa từ từ bước đến gần cô nàng để một lần nữa đàm phán, nhưng bất ngờ cô ta lại trở mặt liền tấn công Takigawa khiến anh gục ngã. Một nhát hạ luôn cậu ta và nhanh chóng báo cáo tình hình cho quỷ vương về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt của tộc anh hùng trong này mio bất tỉnh trong tư thế treo ngược cành cây dưới sự giám sát của mazia cũng đủ nhận ra ánh mắt cô bé nhìn mio thật buồn và đáng tiếc dường như chứa đựng một nỗi đau khổ và hối hận đầy tội lỗi bởi những gì mà nhóc con mazia đã gây ra chỉ vì nỗi khổ riêng của mình mà mazia đành phải trở thành kẻ đi gieo rắc tội lỗi cô nhóc bé nhỏ ngây thơ này lại bị tên dô ra chi phối bởi mẹ cô nếu như không nghe lời chúng thì mẹ cô sẽ trở thành mục tiêu mà chúng tiêu diệt đang đau buồn cho chủ nhân và bản thân thì quay sang đã thấy ba Saja nằm trình hình như đống phân khô kèm theo mệnh lệnh từ Z rằng cô phải khuất phục và chiếm lĩnh được tâm trí của Basaja. Tỉnh dậy trong tình trạng bị trói cả tứ chi và sự cảm nhận mạnh mẽ của cậu với Mio, ngước nhìn sang bên chị thấy Magia động thủ với mình ngay trên giường. Khác với mọi khi Basaja không đỏ mặt ngại ngùng mà lần này cậu vẫn hết sức bình tĩnh đồng cảm với nỗi đau của Magia và cầu xin sự trợ giúp của cô. Tuy nhiên nếu đối thủ dễ xoay trở như vậy thì cô nàng cũng không tới mức trở thành kẻ phản bội, dù biết Mio giờ đã trở thành của hắn nhưng đó là mệnh lệnh ánh mắt bé nhỏ ấy quyết tâm chiếm lĩnh đến mức cao độ rồi bỗng chốc những vòng tròn ma thuật xuất hiện và một chiếc chìa khóa đã mở khóa cho magia với một giao diện hoàn toàn mới mẻ trò chơi mắt trọi mắt bắt đầu giữa magia và basaza trong khi yuki bên ngoài đang khổ sở đi tìm căn cứ của kẻ địch theo lời dặn dò và kế hoạch của basaza ở bên trong magia đã hấp thụ linh hồn basaza biến cậu trở nên vô hồn mà lao về phía cô thực hiện những hành động vô cùng lỗ mãng sự sung sướng nhất thời khiến cô nàng háo hức xúc động đến độ ôm chầm lấy cậu mà không một chút cảnh giác đề phòng nào cả Basaja dễ dàng thoát khỏi thuật hút hồn này, cậu lấy lại tỉnh táo và kiên quyết sẽ giúp Magia. Chiêu này của Basaja bất ngờ làm cô bé kích hoạt chế độ cảnh giác. Basaja bây giờ đã thực sự rút kiếm và đấu với Magia, chỉ là khúc sau cậu lại hạ kiếm và thu về, Sở dĩ ngay từ đầu cậu không hề coi cô nhóc này là đối thủ. Dù vậy Magia vẫn quyết định ra tay đối với Basaja một cách dã man. Nhờ sự đòn phá kết giới ban đầu của Basaja mà Yuki có thể dễ dàng nhận thấy được mục tiêu bên trong, tất cả đã được cậu lên kế hoạch với Yuki từ trước. Zuki như gió nhanh chóng tung ra đòn tấn công về phía Zest một cách mạnh mẽ, cả hai ngang tài ngang sức và chẳng ai khoan nhượng ai. Trong lúc Zest giờ giọng khinh bỉ về phần sức mạnh vốn có của Zuki thì từ một góc, Mio đã đánh lén cô ta. Tận dụng cơ hội tốt Yuki đã nhanh tay cởi trói cho Mio, sau khi biết tin Basaza đang ở cùng Magia, ánh mắt cô nàng ẩn chứa nỗi niềm sâu sắc. Rõ ràng biết Magia vì gia đình nên mới hành động như vậy nhưng suy cho cùng cô vẫn cảm thấy rất tổn thương. Trong lúc cả hai cô đang tỏ ra thương nhớ như ba năm chưa gặp thì Zest làm phép tạo ra những chông gai nhọn hoác ủa về phía cả hai. Yuki không vừa nên phi như khinh công và ra đòn tấn công về phía cô ta. Mio cũng đồng tâm hiệp lực để đưa ả này đi về nơi mình cực lạc nhưng cũng chẳng thành công trọn vẹn. Chỉ khi sắp mất đi lợi thế thì Mio mới thật sự bộc lộ sức mạnh. Đấu sức đã mệt nên bây giờ đôi bên lại chơi đấu võ mồm. Zest cố tình đâm trọt vào sự đau khổ nhất của kẻ bị phản bội. Bên này còn tung chiêu vào sự tình của khế ước của chủ nhân để đáp trả lại đối phương trong lúc hai phe đang so tài thì bất chợt trời đất dung chuyển bởi đòn tấn công dữ dội của Magia ở hướng khác. Basa mất dần lợi thế, cứ thả lỏng mặc cho Magia làm tổn thương đến cậu. Bị đánh đến đứng không vững nhưng vẫn không đáp trả vì bản thân anh thật sự không muốn làm tổn thương đến Magia, thấy Basa không phản ứng. Magia thổ lộ, đối với Basa cô bé này chính là em cậu, cả hai đã từng sống chung nên rất mực tin tưởng nhau. Sự chân thành và lời nói ấm áp đã khiến Magia siêu lòng dù vậy, cô vẫn không thể hành động bất thường vì khả năng mẹ cô nàng sẽ bị bọn chúng giết mất. Ba Sa ra sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng gượng khuyên nhủ cô nàng. Để rồi cú đấm cuối cùng cậu nhận và cả cái ôm đã khiến cô nàng bé bỏng ấy khóc sức mướt trong vòng tay của anh trai yêu dấu. Phía Mio đã hạ được tên Zesh. Lúc này Mio đã đúng khi đoán được mọi kế hoạch của Basaza và Yuki. Hai cô nàng hợp tác với nhau để trừ trị ả ta nhưng vẫn quyết định đi tìm Basaza trước. Vô tình bị răng vào lưới bẫy do Tenzo ra bày ra. Hắn từ đâu xuất hiện với bộ dạng đáng gờm. Hắn tấn công bất thình lình đánh gục Yuki. Tên này lợi dụng sức mạnh vốn có của khế ước chủ tớ để nắm bắt suy nghĩ trong lòng của Jess, bí mật bấy lâu nay bị lộ tẩy làm cô như chết đứng và sợ hãi trước kẻ như hắn. Để trừng phạt kẻ phản bội mình, Zoza đã ra tay tàn độc để cướp lấy mạng sống nhỏ bé của cô nàng. Mio bất lực đứng nhìn hắn ta với trạng thái bị bắt giữ cho đến khi Basaja từ xa tấn công, bất ngờ phá mất ma thuật mà hắn tạo ra. Nhìn lại chỉ thấy Basaja hung dữ đi tới chém vào tên quỷ vương này dưới sự mừng rỡ của đồng bọn. Điều ngoa qua lại một hồi tên ác quỷ này dùng ma thuật để chi phối kiểm soát đối thủ của mình bất ngờ là Takigawa vẫn chưa chết, kẻ mà Z kết liễu chỉ là một cái xác ngụy trang. Lúc này bên trong ba trọi một, cuộc chiến đang ở hồi gai cấn. Nghe theo lời dặn và lời hứa chân thành của Basaza nên Magia đã ở lại căn phòng đó mà lòng dối như tơ vò. Trở lại với trận chiến Basaza đang cố chống lại sự điều khiển của Zoza khiến thanh kiếm trên tay cậu run run theo nhịp. Còn hắn cứ nhìn cậu là miệng không ngừng vinh váo về thân phận gia thế của cậu bạn. Càng nói hắn càng tiến gần hơn dùng sức mạnh thanh tẩy cậu nhưng không may, Basaza chẳng ngứa ngấm gì từ yêu thuật của hắn cậu mạnh mẽ dùng kiếm đáp trả và thoát khỏi vòng vây nô lệ của hắn hắn nhanh chân tránh đi nhưng vẫn ngạo mạn nói xấu về cha cậu làm cho basaza tức điên người đáp trả quyết hơn thua với hắn nhiều lần sức mạnh của hắn ta quả không tầm thường nên đến cái miệng bêu dếu người ta cũng trở nên thượng thừa basaza đã bị hắn dạy cho một bài học về kiếm khiến cậu học cả shizo ra ngoài hắn lần nữa tung nhát đánh văng cả basaza trong đau đớn vui mừng quá sớm nên hắn thổ lộ luôn cả kế hoạch chiếm đoạt sức mạnh của basaza và mio để thống nhất trở thành thủ lĩnh của vương quốc bóng đêm bị hắn làm cho thấm nhuần nỗi đau, Basaja điên người đi đến liên tục chém lấy chém để, nhưng chỉ đủ để gãi ngứa tên này và tổn hao công lực. Trong phút cuối sắp kết liễu được dô ra thì đột nhiên hắn vụt mất trước mặt cậu. Basaja nhòm ngó lê lịa tỏ ra rất cảnh giác nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn tấn công bất ngờ và nắm thóp cậu vật một nhát in dấu cả một mảng rộng. Mio và Yuki bên ngoài lo lắng đến không kìm chế được, tuy nhiên chỉ biết ngậm ngùi nhìn cậu bị tổn thương thể xác. Basaja gần như bất lực, dù vậy vẫn gắng gượng đứng lên thật bản lĩnh, basaza tập trung cao độ cảm nhận vị trí của hắn. Mục tiêu đã được xác định đòn tấn công cũng rất dữ dội nhưng kể cả có đạt đến đâu cũng chẳng thể khiến hắn tổn hại. Hắn bắn cho Ba Sa ra một trường dính vào tường, trong lúc đó cậu lại bị hắn thống trị tâm trí. Ba Sa ra gục ngã hoàn toàn nhưng tâm trí cậu vẫn còn một phần đang gắng sức chống chọi lại với tên ác ma này. Đang bận chơi đùa với tâm trí nhóc con thì lại sơ sơ nhìn hướng khác với sự chào đón thêm một thành viên mới gia nhập. Magia xuất hiện với bộ dạng mạnh mẽ đối đầu cực gắt với hắn. Cô đã dũng cảm đáp trả hắn một chín một mười với già dê kinh tởm này cô nhất thời đã nhận ra lỗi sai và muốn sửa sai bằng cách trực tiếp chiến đấu để bảo vệ những thứ cô cần bảo vệ. Hắn ta đã chiếu cho cô thấy cục diện của mẹ mình, nơi bà đang ở có sự hiện diện của nguồn điện thế cực lớn. Đau khổ hơn khi nhìn thấy người thân biến mất trước mặt mình mà chẳng kịp nói lời từ biệt. Hai hàng nước mắt lan dài trên má và gần như chìm sâu vào tuyệt vọng, cơ thể Magia đã thay đổi trong tích tắc. Mio sau khi nhìn thấu sự tình, bản thân cảm nhận được sự mất mát mà cô đã từng trải qua nên đã hắc hóa trong nỗi hoang mang của Yuki. Sức mạnh thật sự ẩn sâu bấy lâu nay đã trở lại trong sự lo lắng của tất cả những người ở đó nhưng lại là niềm vui của chính tên ra vì gần như sắp đạt được kế hoạch. Ông ta đã một bước gợi nhớ về nỗi đau lòng trong quá khứ để tranh thủ chiếm lấy sức mạnh. Từ từ đi đến bên cô trong khi Magia ngăn cản nhưng cũng chẳng thể làm được gì hắn ta ngay lúc này. Đi đến gần Mio trong sự phấn khởi tưởng chừng như lượm được vàng nhưng khi thế trên người cô toát ra cũng đã làm hắn toát cả mồ hôi đó không phải sức mạnh của quỷ vương mà chính là sức mạnh của chính cô tạo ra ánh mắt mio như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên ra xấu xa ngay tức khắc. giây phút sắp cận kề với cái chết lại nghe thấy tiếng basa ra phía xa đi đến ngăn cản mio chẳng những bất ngờ với quan điểm này mà còn phản kháng một cách cuồng nộ là người từng trải nên anh luôn cho lời khuyên một cách tốt nhất để giúp em gái mình vượt qua sự khắc khổ và tránh được nỗi tuyệt vọng cùng cực basa ra đi đến nhẹ nhàng an ủi mio chỉ thấy cô gái bé bỏng này khóc trong lòng anh trai mình một cách tuyệt vọng tranh thủ thời cơ tốt tên ra lẹ tay lẹ chân trốn thoát, Yuki lại bức rứt muốn đuổi theo, lại bị Basaja ngăn cản và ngay cả mẹ của Magia cũng được thoát khỏi nguy hiểm một cách an toàn. Bên ngoài tòa thành tên ra như trộm vía, may mắn trốn thoát nhưng cái miệng cũng không vừa ai. Tình cờ gặp Takigawa trước mặt, hắn mới biết được từ đầu câu chuyện hắn đã bị Takigawa lừa một vố sấp mặt. Quỷ vương trước đây đã gửi Mio cho thuộc hạ đáng tin cậy của mình để nuôi nấng cô ở thế giới người thường. Và thật tình cờ chính hai người là người đã luôn giúp đỡ những đứa trẻ cơ nhỡ trong đó có Takigawa, từ khi biết tin ba mẹ nuôi bị Jo ra giết, Takigawa đã thật sự tuyệt vọng chỉ mong đến một ngày được tận tay trả thù, nhờ có điều khoản trao đổi với Basaza nên cậu gần như đạt được mục đích. Hai mẹ con Magia ở trong tình thương mến thương ôm lấy nhau hạnh phúc, sự trẻ trung của mẹ cô nàng là điều làm cho ta không thể ngờ tới đã đến lúc mọi thứ kết thúc và tất cả phải trở về cuộc sống thường nhật thì tòa thành của hắn đột nhiên thay đổi diện mạo vì muốn tránh sự quan tâm tận tình của quỷ vương điện hạ nên hắn đã tạo ra tòa thành với kết giới đặc biệt và khi hắn đã mất hoàn toàn sức mạnh thì con quỷ to lớn này sẽ lập tức xuất hiện nghĩa là tất cả bọn họ đã sống bên trong cơ thể của quái vật giọt nước từ trên khúc xương rơi xuống ăn mòn cả bộ giáp của yuki đáng kinh hãi trong khi bên ngoài hắn đang hả hê với chiến thuật tàn ác của mình thì bên trong cả bọn phải cật lực chiến đấu với mấy tên quái vật từ đâu xuất hiện liên tục Jess cho biết thêm về chỗ điều khiển chung nơi chia cắt các không gian và cũng có thể cứu cánh cả bọn. Basa ra nhất thời dừng chiến và bỏ đi tìm trong sự ngăn cản của Mio. lấy thân phận làm anh bảo vệ gia đình thì Mio lại lấy phận em bảo vệ anh để đòi đi cùng. Yuki cũng muốn theo sau hỗ trợ để lại mẹ con Mazia yêu dấu. tin tưởng vào Zest tất cả đã nhanh chóng lên đường hành động. tên Jo ra tàn nhẫn muốn tạo khó khăn cho kẻ khác, làm họ dối bời chạy như điên trong một thế giới kỳ quái mà không biết khi nào mới thấy được ánh sáng mặt trời. Ai nấy cũng căng thẳng chạy theo Zest với hy vọng sống sót và một niềm tin tưởng tuyệt đối, bất thình Mio bị một sinh vật quấn lấy chân thì may mắn được Yuki cứu giúp. Đi đến một ngõ cụt, Zest bảo rằng khi ma thuật biến đổi, cơ thể vật lý của con quái vật này không còn nữa và nó sẽ từ từ trở về như ban đầu, vậy nên chỉ còn cách là tiến về phía trước. Nhanh tay mở ra cánh cửa tiếp theo và cả bốn người họ lại chạy như tàu để tiến về phía trước. Tìm đường một hồi cuối cùng họ cũng đã đến nơi có những bậc thang dẫn lối đi xuống dưới nhìn thì giống bậc thang nhưng tức khắc chúng đã biến đổi thành những con quái với cái miệng nhọn hoắc đáng sợ làm cô nàng bất ngờ hét lên xung quanh cơ thể con quái này cũng thay đổi để kích hoạt cơ chế bảo vệ cơ thể mình nhận thấy sự nguy hiểm đang đe dọa Yuki mới liền bảo mọi người hãy tiếp tục cuộc hành trình còn cô sẽ ở lại ngăn cản cái lũ này ba sa ra chắc hẳn là không đồng ý với ý kiến này rồi nhưng Yuki vẫn một mực khuyên cậu hãy nhanh chóng và tin tưởng ở cô ấy nếu cứ đứng mãi ở đây bọn chúng sẽ càng nhân bản ra nhiều hơn tuy không muốn nhưng cậu đành phải đặt hết niềm tin vào cô bạn của mình một anh hùng thực thụ đang cầm kiếm chiến đấu vì an nguy của mọi người và vì sự an toàn của bản thân, trong cô nàng nghiêm túc thật đúng là ngầu không tưởng. Lúc này, Mio được Basaja bế lên một cách nhẹ nhàng và theo sự dẫn lối của Jess. Cả hai đã theo lối của cô nàng và tiếp tục hành trình của hy vọng. Ba người bọn họ chưa gì đã thâm nhập vào khu vực gọi là phòng riêng của Joza Mio đi xung quanh khám phá và bị thu hút bởi bức tượng hình nhân giống Jess trên tường, đang nhìn ngắm tự nhiên lại bị chúng lao tới bóp cổ. Basaja xong đến thì lại bị các hình nhân khác lao tới ngăn cản và muốn lấy mạng cậu. Zest trưng ra bộ mặt không nỡ nhưng cũng phải giúp sức cứu họ khỏi những nguy hiểm. Rồi tất cả các bức tượng thoát ra ngoài, tất cả ra sức chiến đấu với chúng trong hiểm nguy cận kề. Tuy nhiên tất cả chúng lại có thể sử dụng sức mạnh ma thuật để phản kháng. Chỉ phút chốc cũng đã tiêu diệt toàn bộ dưới sự giúp sức của Zest nhìn đống đổ nát của những hình nhân. Zest như chết trong lòng một chút nhưng vẫn mạnh mẽ đưa mọi người tiếp tục tìm kiếm đến nơi quan trọng của cơ thể này và trước tiên phải phá bỏ những thứ xung quanh nó. Nghe thế Zest và Mio tiến lên chuẩn bị ra tay thì bọn quái vật xông ra. Tụi này có vẻ phản kháng cực mạnh hơn những con đã gặp. Chúng còn phun ra chất dịch tiêu hủy đáng sợ nên nếu cứ tốn công tiêu diệt thì bọn lại càng phản ứng kịch liệt hơn. Đang lúc Kịch Tính Tự Dưng Jess bước lên với lời đề nghị rằng chính cô sẽ là người thu hút sự chú ý của chúng và Basaja sẽ là người kết liễu cuối cùng. Chẳng tránh khỏi nỗi lo lắng, Basaja một mực ngăn cản nhưng Jess lại giải thích thứ mà họ chiến đấu ở ngoài kia chính xác là cô, là những vật mẫu gần như hoàn toàn khớp với chủ nhân của mình. Ngay từ đầu cô đã bị chủ nhân của mình xem nhẹ ông ta lấy khiếm khuyết trong trái tim cô để tạo ra những phiên bản tốt hơn. Vậy nên kể cả cái chết có cận kề ngay lúc này thì cô cũng chẳng còn để tâm. Mio lo lắng đến nỗi ra sức ngăn cản cô không ngừng, muốn giúp cô hiểu ra bản thân cô vẫn còn là người có lòng tốt, nếu chứng kiến cô chết như vậy thì hẳn họ sẽ rất tự trách. Nỗi buồn man mác nhưng cô vẫn một mực thực hiện hành động nguy hiểm này. Trong lúc tất cả đều dồn về phía Z thì Basaza đã tấn công một đòn dứt điểm, khiến con quái đang hì hục bên ngoài bỗng thét ra nguồn năng lượng mạnh mẽ phá vỡ cả một ngọn núi, rồi bỗng chốc ngã xuống ra đi trong tích tắc trước mắt thứ mà Jo tạo ra đã hoàn toàn bị phá hủy, hắn há hốc mà không nhặt được mồm và cuối cùng lại bị Takigawa đưa đi chầu Diêm Vương. Tất cả đã kết thúc, Jess tỉnh dậy trong hoang tàn khi xung quanh tòa thành ấy đã trở về cát bụi. Mọi người xung quanh đã ngất lịm đi sau cú chấn động từ nhát kiếm phá hủy của Basaza. Jess hồi tưởng lại khung cảnh cuối cùng của cuộc chiến, chính Basaza đã đẩy cô ra và tự mình kết thúc mọi thứ, điều đó làm cô cực kỳ xúc động. Ngay lúc này nhìn quanh đã không thấy Basaza đâu cả, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong đó chỉ thấy tên joza đang thở hồn hển, cay cú vì những chuyện đã qua dưới sự xuất hiện của basaza càng khiến ông già này bất ngờ hơn Takigawa có vẻ khá thành thơi và thích đùa giỡn với kẻ sắp toi mạng trong khi đó tên joza cứ liên tục đưa ra các thỏa thuận với basaza để cứu vớt cái mạng của mình hắn liên tục níu kéo rằng bản thân biết nhiều thứ về mio hơn và có thể giúp cậu có nhiều thông tin hữu ích hơn nhưng thời gian dành cho kẻ tội đồ này đã quá dài chỉ trong một đòn yêu thuật mà Takigawa đã tiễn hắn gặp hẳn luôn anh diêm vương cuộc sống của tất cả đã trở lại bình thường Trước cửa nhà, cậu mỉm cười cảm thấy hài lòng về mọi thứ mình đã cố gắng làm. Vừa vào nhà đã bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Yuki, hai ánh mắt chạm nhau không rời. Cô lo lắng hỏi thăm cậu đã đi đâu, và biết được cậu đang thực hiện lời hứa với một người nên buộc phải rời đi, điều kỳ lạ là Zest lại buồn bã hỏi cậu tại sao không giết mình đi, không phải điều này sẽ có lợi hơn sao? Đối với câu hỏi bất ngờ ấy, cậu chỉ đơn giản khuyên cô hãy thay đổi cách sống của mình, nhờ vậy mà cô nàng đã nhanh chóng tìm thấy sự an ủi và đồng ý nghe theo cậu. Tuy nhiên điều mà Yuki và cả Basaza lo lắng hiện giờ chính là sức mạnh mà Mio sở hữu. Bởi ngày nào cô nàng còn giữ sức mạnh ấy thì ngày đó cô vẫn còn bị truy lùng bởi các thế lực cũ. Basaza nhất thời chưa nghĩ ra cách nên tranh thủ đi xem tình hình hai cô em của mình. Vào phòng thấy mẫu tử Magia đang ngủ khiến anh cảm thấy vui vẻ theo. Ngay sau đó Mio cũng xuất hiện bên cạnh với lời chào đón nồng nhiệt. Basaza lấy cho cô nàng ly trà nóng để giúp cô ngủ ngon hơn khi chuẩn bị rời khỏi đã bị Mio kéo lại. Cô gái bé bỏng trở nên yếu đuối và muốn cậu ở bên cạnh mình một lúc nữa. Đôi bên trò chuyện về những điều đã qua, Basaza dường như đang cố gợi nhắc về chuyện khế ước và cả dục vọng ẩn sâu sau cái khế ước kỳ lạ ấy. Anh ôm lấy cô nàng và hôn một cách ngọt ngào. Sau chuyện ngại ngùng này cậu bạn lại trở nên xấu hổ sợ Mio sẽ tức giận, nhưng cô ngược lại rất vui và muốn anh hôn cô thêm lần nữa. Bất ngờ Zuki đi vào dí Basaza lại hôn cậu cùng nhiệt làm cô bé sốc tâm lý. Hai người cãi cọ như điên thì bên ngoài cửa Magia lại đứng thơ thẩn với nỗi lo lắng về Mio, vừa đi khỏi được vài bước thì đã bị Basaza kéo vào cứu cánh con bé chưa kịp nói đã bị mấy chị dí như thi đại học. Thời cơ đã đến nhóc con đã bám vào ra và hôn cậu ấy làm cho Mio và Yuki đã nóng giờ lại còn phát hỏa hơn. Căn nhà tràn ngập những tiếng ồn vốn có trước đây và đó là cảm giác yên bình hạnh phúc. Dưới ánh trăng đêm đẹp đến lạ thường, bốn người trong gia đình đang chào tạm biệt những cộng sự đã đồng hành vừa qua và họ lại bắt đầu trở về cuộc sống thường nhật, nơi có những tiếng cười đùa vui vẻ. Song với đó là sự ra đi của Zoza đã lan tới tai quỷ vương làm người không khỏi tò mò, cùng với sự xuất hiện của cha Basaja lại sắp khai màn một cuộc chiến mới sẽ diễn ra.